sống nhanh hay sống với con anh hiện tại là nó sống với nó sống với bên mẹ đó, nói chung là tháng nào anh cũng ré cho tiền, nói chung là tình cảm cha con mà. Em với anh có duyên á, thì anh có ngại về vấn đề con em không, tại vì con em hiện tại em đang cũng đang nuôi một bé. Không đâu, anh không có ngại gì cái quan điểm đó, mà quan điểm là hai đứa mình có thể yêu thương nhau và sống tốt, lo cho mấy đứa nhỏ là ăn học đến nơi đến chốn, đặng có công danh với đời á, là anh có điều đó anh tiến tới. Em sợ là lúc nãy em cũng có chia sẻ là em cần một người đàn ông mà không có nhu nhược, có thể quyết đoán, lại như em sợ ảnh hưởng người khác. Ví dụ như anh thì anh không chấp nhận mấy chuyện đó, nhưng mà chẳng hạn như ảnh hưởng từ người thân, người nhà và tiếng nói xung quanh. Có rồi em ơi, anh thì nói một thì một, hai là hai chứ không có vụ mà nói một hai ba, không có. Tại vì lúc trước em đã từng gặp một người như vậy đó, lúc đầu cũng vậy, sau này cái ảnh hưởng người thân rồi, cho nên là mới gãy đổ tới bây giờ. Thật sự mà hai đứa là cho nhau cơ hội thì anh quen em thì anh cũng cho chăm thiệt tình, là anh cho cha mẹ lên đàng hoàng, chứ không phải là quen nhau mà bữa cửa giữa đường anh không có. Bởi vậy bữa cửa giữa đường này không chịu ăn lòi phải không em, 10 năm nhọc nhằn chiếu trong tim. Ta lỡ thương nhau, ta lỡ thương nhau thì cưới nhau liền. Trời ơi, nhìn nhau rồi gái hát đi, cái này em bị dài. Hát cái gì đi? Dạ, mà nó nghe này hai cái giọng của tụi em á giống giống nhau, hát bài chung đi. Ừ, nhà nhà đang nóc nhà, nhà đang đang kỹ lắm. Giới thiệu về mình đi, mời bạn trai. Vâng, là nói đầu tiên cho phép em gửi lời chào anh toàn thể quý ông bà cô bác anh chị em và anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chị Hồng Vân, gọi lời chào thân thương và trân trọng nhất. Em năm nay là 28 tuổi, hiện tại là em làm việc tự do, em có nghề buôn bán quần áo, em vô sĩ ở chợ. Cái thứ hai nữa là em có nhà cũng có nuôi tôm. Em đợi chương trình này rất là lâu, em đăng ký lâu lắm rồi đó. Chị hôm nay được chương trình em thấy rất là may mắn. Nói quá trời nói luôn á, mà cuối cùng không biết tên là gì luôn á. Em tên gì? Nguyễn Minh Tân. Bao nhiêu tuổi Tân? 28 tuổi anh. Quê Tân ở đâu? Ở ấp Xẻo Xu, xã Vĩnh Tân, Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Rồi mình buôn bán ở đâu? Em buôn bán bỏ sỉ quần áo anh. Mà ở đâu? Ở tùm lum hết trơn, tại bỏ sỉ ở chợ mà. Tùm lum là sao? Nói chung là em lên Sài Gòn này á, em lấy đồ về em bỏ sỉ các cái chợ. Chợ ở dưới Sóc Trăng á hả? Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau thì cũng có. Đi hết luôn. Dạ. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Nguyên Linh, chào bạn trai bên cạnh với lại chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Ngọc Giàu, hiện tại là em ở Tiền Giang và làm việc ở Tiền Giang luôn. Dạ, năm nay em 30 tuổi. Vậy là lớn hơn đây 2 tuổi đó em trai. Được không? Dạ, anh thấy tuổi tác trên lệch 1-2 tuổi nó cũng không thành vấn đề gì. Miễn sao về lo cho cuộc sống nửa đời còn lại, không lo cái ăn cái mặc là tốt rồi. Nửa đời chưa có không? Nửa đời giờ còn lo nửa đời còn lại. Lo xa quá. Dạ. Em có gì nào bán ở chợ Mỹ Tho không? Dạ không anh, em chỉ bỏ sỉ từ Hậu Giang đổ lại thôi. Thì giờ mình bỏ sỉ Mỹ Tho cũng được đúng không? Cô kia ở Mỹ Tho đó. Dạ. Tiền Giang hay em hả? Dạ Tiền Giang đó. Quyền nào? Dạ hiện tại nhà em thì ở huyện Tân Phú Đông, còn em đang làm việc ở huyện Châu Thành gần Mỹ Tho. Em ơi, hiện tại em đang làm gì em? Hiện tại em là nhân viên bên tài chính anh. Vậy đó hả? Hồi nãy em có nghe là anh nói là nhà mình nuôi tôm đúng không anh? Đúng rồi, anh ở Sóc Trăng, xã Vĩnh Tân, đó là giáp ranh với Bạc Liêu, giáp ranh ganh với cái thành phố lớn á. Thường thường đi thành phố Bạc Liêu thì thường xuyên hơn thành phố Sóc Trăng, tại lên cái thành phố nó xa quá. Biết hát bài Sóc Trăng không? Dạ ca cổ thì em làm được. Ca cổ sao đâu lên câu coi. Sáng hôm nay hay tin em đi Sài Gòn làm, anh vội chạy xuống Long Xuyên ngồi lên Châu Đốc. Nhìn xác pháo rơi đầy trước ngõ mà bóng người thương chẳng biết đâu tìm. Bữa nhớ em anh mới giả đò đi chợ, ghé nhà thăm hai bác cho đỡ buồn. Nghe bác nói thư nào em cũng nhắc, hỏi anh Tân bây giờ có vợ ở đâu chưa? Hỏi anh Tân bây giờ có vợ ở đâu chưa? Em ơi đọc thư em anh mừng muôn khóc, đợi em đợi đến bây giờ mình mới được đoàn viên. Trời hay quá. Hay quá em gái. Dạ hay ạ. Rồi em gái có những ưu điểm khuyết điểm gì giới thiệu đàn trai nghe coi. Dạ ưu điểm của em thì cũng biết hát chút xíu, còn khuyết điểm thì cũng hay quên. Đi làm thì hồi đó giờ em cũng ít có nấu ăn, cho nên là nấu ăn cũng không có được ngon. Em hát cải lương được không? Cải lương thì đó giờ em ít có hát lắm, em hát nhạc trữ tình hoặc là nhạc bolero này kia thôi. Vậy á, thì hát đối lại bển đi. Cũng có lý do cho nên em mới hát bài này. Đáng lý bữa nay là em đi cùng với mẹ lên đây, nhưng mà vì xe trễ xe cho nên là mẹ em lên không có kịp.
Cho nên là thôi giờ vừa hát vừa tặng bạn trai, vừa tặng MC, vừa tặng quý vị khán giả, tặng cho mẹ luôn. Rồi rồi em hát đi. Đêm nay nghe tiếng mưa, con ngồi đây nhớ mẹ ở quê nhà. Mẹ bây giờ có nhớ con không? Tuổi 13 con phải xa gia đình, coi cô thân một mình nơi xứ lạ người xa. Trời ơi hát hay quá à. Bữa nay làm sao mà trễ xe mẹ? Tại vì mẹ em ở dưới, ở đó là huyện Tân Phú Đông, cho nên là muốn đi qua bên đây thì phải qua một cái đò, chỉ có một chiếc xe thôi, cho nên là đi là phải đi sớm, phải 4 giờ khuya dậy sớm, cho nên mẹ bị trễ xe. Vậy hả? Dạ, em cũng tính quay về rước mẹ, nhưng mà lý do là hôm qua nay em đi làm ở Sóc Trăng á, em cũng mới về cho nên là em không kịp. Ủa mày làm gì đi Sóc Trăng? Tại em đi công tác, em đi gặp khách á anh. Thành ra em ơi, nào đi Sóc Trăng thì nhớ cho anh biết để anh đón em nghe, làm tiệc đón nghe. Dạ. Dạ em. Ôi, bạn trai em phải cho bên đàn gái biết một chút về đường tình duyên của em đi. Lên đây thì em đã cũng nói thiệt, nhiều khi nói thiệt cái người ta thương liền à. Mà đã từng có gia đình trước á, là em không chịu người đó, nhưng mà nghe lời cha của mẹ, nói chung là sự hiếu thảo thì đứng đầu, em chịu. Thời khoảng chừng năm mấy thì vợ nó cứ lèn ngàn lèn hoài, đi lên đi xuống rồi lên, nó về hoài vậy đó. Sanh xong rồi em bao xe tới rước về, nói chung là lo hết từ A đến Z luôn. Rồi con phải chừng được tuổi mấy gì đó, rồi nó ẩm gì chảnh xong rồi xuống xong rồi cái viết đơn ly hôn mà. Xách cái tờ giấy ly hôn ra nghe, từ cái trong cái ngã năm mà đi ra cầu thiệt em rớt nước mắt luôn. Còn cha còn mẹ để con nó bơ vơ á, thiếu thương, thiếu đi cái tình cảm của người cha, thì em rất là buồn luôn. Em thấy như là con tim chết lặng vậy đó. Giờ nói chung là em mong tìm một cái người bạn này chung chí hướng để xây dựng một tình yêu, xây đắp cái tình yêu gia đình hạnh phúc và trên thận dưới hòa, trong ấm mà im. Gia đình vậy là hạnh phúc rồi, đừng có mà có chồng rồi mà lèn èn không được. Em nói thiệt, em ghét ai mà nói vợ chồng xưng mày với tao lắm. Đâu đó phải anh với em. Với lại bây giờ em sợ cái cảnh sao mà giống như không phải ngày xưa anh. Ngày xưa là lâm xanh mà thương xưng nương á. Mẹ chồng học hứng thương quấn chết tại ngã ba đường mà Hồng Khôn á, em phò chợ anh Lâm Xanh á. Còn bây giờ không có anh, sao mình yêu đương gì cái hình tướng, mà còn ngày xưa người ta yêu đương gì cái nhân phẩm, cái phẩm hạnh của một người con gái. Mọi người con gái thương người con trai cũng vì một cái sự hiền từ chằng minh, mà ngày xưa mà công chúa Bình Nga vậy đó, lo cho ăn học Đỗ Trạng Nguyên đó. Người si mà Đỗ Trạng Nguyên rồi hoàng thượng mới thấy là giỏi quá, công chúa Bích mới gả công chúa Bích Văn cho vậy đó. Mà chằng minh cũng dịch lụa đó ha, chằng minh cố chú vậy ha. Dạ đúng rồi, rồi. Em có mấy mối tình rồi? Em cũng giống như bạn trai bên kia, em cũng từng có gia đình rồi. Ly hôn thì được 2 năm, ly thân 1 năm là 3 năm. Vậy á. Hiện tại thì em đang có hai bé trai và bé gái. Bé gái thì ở về bên pháp lý thì bên cha, còn em thì nuôi bé trai. Nhưng mà vì lý do là hai nhà gần á, thì em thì đi làm, em ở trên đây. Còn con thì em gửi cho mẹ em giữ. Lại từ nhỏ là nó đã đi theo mẹ em không à. Cho nên là hai bên gia đình không có cấm cản là bắt ai hết. Em lý do gì mà em chia tay với chồng mình vậy? Chung là hồi đó hai vợ chồng em thôi thì cũng đơn giản lắm. Sống lúc đầu mới cưới về thì sống riêng, tự lập riêng. Xong rồi thời gian rồi cái em về nhà sống chung, rồi mâu thuẫn từ trong gia đình đó. Nói chung là hai bên cũng đều đã lỡ chuyến đò nha. Em mong muốn một người phụ nữ thế nào? Em mong muốn là một cái người phụ nữ phải đoan chính, phải dịu dàng, hiền từ, lời ăn tiếng nói nụ cười, phải giữ gìn ý tứ, nói năng mà sổ sàng, bữa củi phân ngang. Cha mẹ nói thì cha mẹ hay lớn tuổi, ví dụ con cái cái gì không biết thì cha mẹ cứ gầy la, chứ đừng có mà ông bà nói là bữa lại được, em không chịu nó thiệt. Cho bây giờ là... em mong muốn là cái người đàn ông của em là sau này sẽ như thế nào? Em cũng chỉ là mong một người có thể lo cho gia đình được, không có quá nhu nhược quá, có thể quyết đoán được trong mọi chuyện. Cái vấn đề đó anh giải quyết được em ơi. Dạ. Nói nhiều một chút được không?
Dạ không, em cũng thích nói nhiều lắm. Thích nói nhiều đúng không? Dạ đúng, đúng luôn rồi đó. Em cần, đó là em cần nói nhiều hơn em nữa. Nhưng mà nói đúng nha, đừng có nói bậy. Nói nhiều thì nói đúng, nhưng mà đừng có nói nhiều mà nói chuyện nói chật. Đúng rồi, nói nhiều mà nói bậy là em cũng thích. Nói sách thánh hiền là được đúng không? Đúng rồi chị, em thích đọc sách thánh hiền lắm á chị. Thường thường ngày em nghe sách của huynh huynh trưởng Bế Thiện á. Ngày nào cũng đó về hợp với mẹ em lắm. Về hợp với mẹ hả? Ủa rồi bây giờ sao lại về là có em có sợ làm dâu không? Có ngại làm dâu không? Dạ không, đó giờ em cũng không có sợ. Nhưng mà miễn là thí dụ như nếu mà nói về làm dâu thì miễn mẹ chồng thông cảm cho con dâu, ví dụ như có sai thì cứ em tán em thì thích là sai thì cứ việc nói rồi liền. Có vấn đề đấy em yên tâm em ơi. Em không nói thích chung mà là nói sau tốt. Lưng hay là đừng có nói sau lưng nghe, không có vừa lòng là nói ngay mặt. Cứ nói nghe. Ngay mặt em là được rồi. Đúng rồi, tôi đang ngồi quay lưng này đây á, đừng nói sau lưng. Cặp này có thể nói chuyện nhau được rồi đó. Hôm nay em đi với ai? Bữa nay em đi với một chị đồng nghiệp làm chung. Đồng nghiệp đúng không? Dạ. Em là Huệ Ngọc, em xin chào chương trình, chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân, và chào khán giả và chào bạn em trai. À, em là đồng nghiệp của Giàu. Chị thấy em trai này cũng được thì em hai đứa tìm hiểu. Vậy là ổn rồi. Em đi với ai em trai? Hôm nay là em đi với em ruột của em. Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân, và chào chị, và chào quý vị khán giả. Và em thấy chị gái này dễ thương, xinh xắn, hiền đó. Anh em thì ngoan, hiền, vừa khó. Em mong là anh chị hay anh chị cho nhau cơ hội tìm hiểu ạ. Rồi, rồi, mở rào. Bắt đầu nha, nhiệm vụ của em đó. Có thể lên cầu vòng cổ rồi lấy cảm tình cô gái không? Bước tới lên cầu vòng cổ luôn được không? Cầm quà tới đưa luôn. Rồi, đứng lên tặng quà kìa. Bắt đầu. À, anh em tặng em đặc sản Sóc Trăng với một hộp kẹo của Bến Tre. Anh mong rằng qua chương trình này hai đứa ta có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn, và mong rằng tình cảm của chúng ta được càng ngày càng được yêu thương, đông đầy, vuông tròn và ngọt ngào như hộp kẹo anh đã tặng cho em. Dạ em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng cho anh. Cái này thì không có giá trị nhiều, nhưng mà đó là một cái móc khóa xe. Ví dụ như sau này mà mình có duyên á, thì ví dụ như ở nhà thì có em, nhưng mà ra đường thì anh nhớ chắc lên xe em cũng theo anh. Anh cho em hỏi là mình ở dưới mình nuôi tôm đúng không anh? Nhà anh nuôi tôm đúng rồi em. Nhà em cũng có nuôi. Ủa nãy em nói ở đâu mà ở anh nghe không rõ? Huyện Tân Phú Đông. Huyện Tân Phú Đông. Ở dưới là nuôi tôm nhiều lắm, dưới chỉ nuôi tôm thôi, nước mặn nuôi tôm thôi. Nói chung là hôm nào có đi Sóc Trăng thì điện anh để anh tiếp đón em ha. Dạ. Lần đầu tiên gặp cô ấy em thấy cô ấy sao? Nói chung là em thấy em này rất dễ thương. Nói chung là tánh tình, nói chung là nói chuyện ngoan đạo đó, nói chung là nói chuyện em thấy em cũng nói chung là thích đó anh ơi. Thấy thì được, nhưng mà có cái là em cũng hơi ngại cái vụ tuổi tác á, em sợ là đâu có vấn đề đâu em, tuổi tác bây giờ trên lệch 53 tuổi không có thành vấn đề gì, miễn sao sống nó tốt hạnh phúc rồi. Đâu ông bà mình nói nhất gái hơn hai gì trai hơn một mà. Dạ đúng rồi đó, là nhất luôn á. Nói chung là thông qua chương trình này anh từ ở Bạc Liêu mà lặn lội đường xá xa xôi, ngăn sông cách lộ, vượt thời gian đến đây, là nói thiệt đem theo cả một cái trái tim chân tình và thành ý nhất đến đây để mà tìm một nửa yêu thương, chứ không phải đến đây để vui chơi, đến đây mà để làm cái chuyện vui là không có. Em ở đây là cả một cái chân tình, cả một cái trái tim đầy yêu thương, đến đây là quyết định để bấm nút đó. Quyết liệt rồi đó. Nhưng mà em quan điểm cho hôn nhân gia đình thế nào nói cho cô gái nghe đi. Em mà về, nói chung là nếu mà về dưới quê anh sống, nói chung là việc làm thì nói chung anh có thể kiếm cho em, nói chung là cơm nước trong ngoài lo nội trợ là tốt rồi, còn có việc làm thì càng tốt hơn, còn không có thì anh có thể lo cho em được. Nói chung là cha mẹ hai bên thì phải hiếu thuận hai bên, em hiếu thuận với cha mẹ anh thì anh phải hết lòng tôn kính cha mẹ của em và kính chị nhường em, nói chung yêu thương hết. Anh em hỏi là nhà mình có đông anh em không anh? Nhà của anh thì 5 anh em, 4 gái 1 trai. Đứa em út của anh ở đây nó làm Sài Gòn, anh hiện tại đang làm dưới quê. Em thì nhà chỉ có 2 anh em thôi, anh trai với em thôi. Và con anh sống với anh hay sống với... Con anh hiện tại là nó sống với nó sống với anh mẹ đó. Nói chung là tháng nào anh cũng có ré cho tiền. Nói chung là tình cảm cha con. Em với anh có duyên á, thì anh có ngại về vấn đề con em không? Tại vì con em hiện tại là em đang nuôi một bé.
không đâu anh không có ngại gì cái quan điểm đó, mà quan điểm là hai đứa mình có thể yêu thương nhau và sống tốt, lo cho mấy đứa nhỏ là ăn học đến nơi đến chốn, đặng có công danh với đời á, là anh có điều đó anh tiến tới. Em sợ là lúc nãy em cũng có chia sẻ là em cần một người đàn ông mà không quá nhu nhược, có thể quyết đoán, lại như em sợ ảnh hưởng người khác, ví dụ như anh thì anh không chấp nhất mấy chuyện đó, nhưng mà chẳng hạn như ảnh hưởng từ người thân, người nhà và tiếng nói xung quanh. Anh thì nói một thì một, hai là hai à, chứ không có vụ mà nói một, hai, ba, không có. Tại vì lúc trước em đã từng gặp một người như vậy đó, lúc đầu cũng vậy, sau này cái ảnh hưởng người thân rồi, cho nên là mới gãy đổ tới bây giờ. Thật sự mà hai đứa là cho nhau cơ hội thì anh quen em, thì anh cũng cho cha, thiệt tình là anh cho cha mẹ lên đàng hoàng, chứ không phải là quen nhau và bữa cửa giữa đường anh không có. Hỏi vậy, bữa cửa bữa đường em không chịu. Nếu mà người thiệt là anh phải cho cha mẹ anh lên để tiến đến cái sự xa hơn, hai đứa về chung một nhà. Ở Sóc Trăng là anh nói nãy, anh nói ở huyện gì anh em quên anh rồi. Anh ở huyện Vĩnh Châu. Vĩnh Châu. Vĩnh Châu là đi xuống, anh đã ở đoạn giữa là giáp ranh với Bạc Liêu. Từ Cù Lao Dung xuống đó xa không anh? Từ Cù Lao Dung xuống đó khoảng 50 cây số à. Xa dữ vậy hả? Trời, đâu có xa đường, bây giờ nó lắng lẫy luôn chứ đâu có xa đâu em. Chạy chút xíu à, còn nếu mà em có ngại thì anh lên rước. Hỏi như vậy. Rồi bây giờ em bước tới, em nắm tay để truyền cảm xúc với nhau, tận đáy lòng của mình, rồi có thể hát một câu nào đó tặng bạn gái, nhìn thẳng vô mắt luôn, nắm hai tay, nhìn thẳng vô nhau. Em xấu yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa vắng, anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ đời. Hay vậy? 10 năm lạc lối phải không em, 10 năm nhọc nhằn chiếu trong tim. Ta lỡ thương nhau thì cưới nhau liền. Trời ơi, nhìn nhau rồi em gái hát đi. Cái này em bị gài nữa. Hát cái gì đi đó. Dạ, mà nó nghe là hai cái giọng gì? Của tụi em á giống nhau á. Hát bài chung đi. Ừ, nhớ lát bấm nút nha. Nhưng lắm đó không kỹ lắm. Ừ, hát bài chung đi cưng. Dạ, giờ muốn hát bài chung á. Anh Hoa, giờ em muốn song ca luôn nè. Anh biết hát bài gì không? Biết hát bản bài hai đứa mình yêu nhau mà. Rồi vậy anh hát, hình như là em hát em trước. Em hát trước đúng không? Câu thôi nha. Câu thôi. Sáng mai đây anh ra biển mái trường, và biệt con đường vàng lá me bay. Ngày hai ta chiều đi qua lối đó, anh thấy em nói cười, anh để ý anh thương. Trời ơi, trời ơi, hợp quá trời đất luôn. Trời đất, quá trời hợp luôn. Mong rằng qua chương trình này là hai đứa mình có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Chứ anh thấy em thì anh cũng ưng rồi đó. Qua lời ăn tiếng nói nụ cười, qua tươi đẹp cũng bởi màu hồng, người tươi đẹp cũng bởi tấm lòng thủy chung. Qua đẹp thì phải có mùi xưng, gái đẹp thì nhờ cái nách na dịu dàng. Chào chào, quá tay ạ. Quá dữ luôn. Em qua ghế này ngồi luôn đi. Em quyết định lên lên đây là anh biết cái đường xa mấy trăm cây số mà lên, em phải bấm nút em mới lên chứ. Thì đặt để... bấm thì là đặt tình. Vô liền. Dạ. Bấm là đặt vô liền. Đây, để tay trái kìa. Rồi nè, 1, 2, 3, có bấm không nè? Nữ. Rồi bấm luôn rồi đó. Nhớ lát bấm nút nha. Nhưng bấm đó không kỹ lắm. Chúng ta một, sẽ quyết định hai, bằng 3 tiếng đếm. Trời ơi. Rồi. Bấm mà nhọc nhằn quá. Chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi. Dạ. Xin phép má cho con hôn nụ hôn đầu tiên. Dạ, với em. Xin phép được hôn cái. Một cái nghe. Nhớ bạn gái tên gì không? Không nhớ. Bạn tên gì không nhớ? Trời đất ơi, nói đã xong rồi xin hôn rồi luôn. Thôi để chừng nào anh nhớ đi, rồi tự anh ráng gì anh nhớ giận đi. Giận rồi đó, giận lẫy rồi đó. Giận luôn. Giận luôn. Nhưng mà em có nhớ tên bạn trai không? Em nhớ như là tên Tân anh. Tại vì em có thật xấu em hay quên, chứ không có gì hết trơn á. Ngoài ra cái đó là cái gì cũng tốt hết. Em nghĩ em là quan đạo ghê luôn á. Thiệt à. Bây giờ em nói đi, sao chỗ cho cái tên lại đó. Nói chung là ai chửi ta thì ta giả điếc. Chờ người hết giận ta khuyên, chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên. Thì không có lấy gao ra giận hờn, thù quán. Nói đi, nói cái ôm cái coi. Bắt đầu nào. Anh cảm ơn em nhiều nha. Dạ, lớn không có sao. Tên gì? Ngọc Dao. Chào cô giáo, giọng rất là đặc biệt nha. Thích về Bắc Giang không? Dạ em thích anh, cứ có người dù em đi là em thích rồi anh. Em sợ
Tàu Hoài Trái có ai rủ em? Tàu Hoài Trái rủ em à? Thế rủ em đi không? Rủ em phải đi chứ anh, đang chờ mà. Cưới ngay nhá. Làm luôn. Em tên Linh. Chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Bạn tên là gì? Em tên là Hoàng Ngọc Tú. Hoàng Ngọc Tú. Dạ. Tên nghe dữ dội nha. Bạn đang làm nghề gì? Dạ, em làm chuyên viên kỹ thuật ngành nhựa. Ngành nhựa, bao nhiêu tuổi? Dạ, em 29 tuổi anh. Và bây giờ chúng ta sẽ mời bạn nữ mình bước ra sân khấu nha. À, xin mời bạn. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào tất cả mọi người ạ. Chào, giọng lão quá, chào bạn. Em tên là Phùng Thị Huệ, em 28 tuổi. Nghề nghiệp của em đó là giáo viên mầm non ạ. Huệ hả? Dạ. Bên đây có vẻ khan tiếng hả hay sao? Hay là dạ, giọng bình thường vậy? Dạ, em bị khan tiếng đó chị. Chắc là la mấy em quá phải không? Dạ chị, đầu năm công việc của bên em nó nhiều quá chị. Dễ thương quá. Bao nhiêu tuổi? Dạ, em 29 ạ. 29? Dạ. Coi như là rất là hợp đấy. Hơn tuổi là hợp lý lắm. Cụ thể cái chuyện việc bạn làm là gì? Em làm về sản phẩm của nhựa, như những cái ghế, những cái chai nước. Ghế nhựa, chai nước kia. Dạ, rồi. Nhưng mà kỹ thuật là làm ra nhựa hay là từ cái nhựa chế ra chai? Dạ, từ cái nhựa em chế ra. À, thổi ra cái chai đúng dạ. Không? Bạn làm bao nhiêu lâu rồi? Dạ, em làm về ngành này cũng được hơn 3 năm rồi. Ở tại thành phố Hồ Chí Minh? Dạ. À, quê bạn ở đâu? Dạ, em ở Bắc Giang. Bắc Giang? Dạ. Vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ, làm và học ở trong này cũng được 8-9 năm rồi. 8-9 năm? Đến đây tìm người yêu. Em tìm cả vợ luôn. Cả vợ luôn? Vâng. Có người yêu chưa? Dạ, chưa. Nói như em cũng có một lần có người yêu rồi. Một lần thôi, bao nhiêu năm? Dạ, cũng 4-5 năm nay. Rồi, hôm nay mình nói chuyện mới đi ha. Dạ, đúng rồi. Tình duyên mới, đúng rồi. À, bây giờ Huệ giới thiệu một chút về mình. Em 28 tuổi là cũng là lớn rồi đó. Dạ. À, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em có trải qua 3 mối tình chị. Rồi cuối cùng nữa là cách đây bao xa rồi? Em mối tình cuối cùng của em là cách đây 1 năm chị. Rồi bỏ qua mấy cái cũ, bây giờ mình nói cái mới. Tại sao một năm nay vẫn chưa tìm được người nào? Em cũng không rõ nữa chị. Tại khi mà em cảm nhận về một người, tức là mình nhìn bề ngoài mình có cảm tình với người ta thì mình sẽ tiến tới xa hơn. Còn nếu khi mà mình có gặp nhau mà mình mà không có thích thì mình sẽ dừng lại ở đó. Mà trong cái khoảng thời gian này em không có gặp được người nào mà em ưng, em không thích nên em không có quen ai hết. Rồi bạn thấy tự thấy cái điểm mạnh của mình là gì? Điểm mạnh của em là rất là vui vẻ chị. Vui vẻ, dí dỏm và em rất là thân thiện với mọi người. Tuy là em là giáo viên mầm non nhưng em rất là yêu thích thể thao, nhất là môn đá banh này chị. Ở quê đâu vậy? Dạ, em quê Thanh Hóa. Thanh Hóa? Dạ. Thanh Hóa qua Bắc Giang gần không? Chắc khoảng 200-300 cây ạ. Ờ, nhưng mà cũng trên một chuyến đi đúng không? Dạ. Ra tới Thanh Hóa xong đi qua Bắc Giang, ra Hà Nội đi Bắc Giang. Về luôn đấy. À, về luôn đấy. Hồi xưa giờ tôi Hoài đi về quê mấy với mấy người? Dạ, em toàn đi một mình ạ. À, đi một năm là em về quê một lần, Tết là em về. Thế mọi người ở quê với cha mẹ em cứ bảo là sao người ta cứ đi một về ba mà sao mày cứ đi một về một hoài vậy? Bạn có thích đi một về ba không? Dạ, em thích đi một về ba anh. Ưu điểm của bạn là thấy rồi. Mình có cái gì nó thế yếu của mình không? Cái điểm yếu tức là những cái môn mà thuộc về năng khiếu, ví dụ như là hát hoặc là múa hoặc là vẽ thì em rất là hạn chế. Có nghĩa là học trò em hát bậy bạ không à, phải không? Không, không có bậy bạ chị. Hát cũng đúng nhưng mà nhiều khi trẻ nó còn hát hay hơn cô ấy chị. Vậy hát rồi thua học trò đó, còn bạn hát ha, được không? Em hát kinh lắm mọi người. Ở Bắc Giang mà hát hay lắm mà. Em hát dữ lắm. Gần nó gần Bắc Ninh nữa, thành ra là dạ. Quan họ này kia là cũng biết nhưng mà nó dữ lắm. Đây đâu làm thử coi sao. Em hát thử một đoạn này. À, người ơi, làng Quan Họ quê tôi, cửa đình Ngô Bán Nguyệt, chỉ cá tựa mạn thuyền, anh hai ngồi bè lái, Quan Họ về là về trao duyên, ấy Quan Họ về là về trao duyên. Cũng được. Bây giờ thấy bạn cầm quyển sách, bạn cứ mân mê cùng quyển sách đó, lý do tại sao nay cầm quyển sách đến đây? Dạ, em muốn... À. Muốn gì? Muốn đọc. Bạn nghe bạn nữ đó nói những ưu điểm và khuyết điểm của mình, của bạn ấy. Còn mình, em thì được cái là khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Hay gì nữa? Sở thích thì em trước đây em đi theo học ngành cơ khí máy, cũng cái duyên đưa đến ngành nhựa thôi. Còn thực ra em thích là thích nuôi chim, nuôi cá, thích nuôi cá lồng lắm. Em nhìn là em thích à?
Vậy khuyết điểm? Hát dở mà em lười giặt đồ lắm chị ơi. Rồi còn lười gì nữa? Dạ làm biếng hẹn hò nữa. Chị ế là đúng rồi. Trời ơi, tại sao thước tha như vậy mà là thích đá banh là sao? Em cũng không có hiểu đó chị. Khi mà có tổ chức là mình tham gia vào. Khi mà lúc vào sân là mình cứ tưng bừng ngoài sân người đó chị. Mà đứng ở cái vị trí nào? Dạ em thường đá tiền đạo chị. Giữ tiến lên phía trước không vậy hả? Quá dữ. Có sút vô được cú nào chưa? Chưa chị. Từ đó gì đó, tiền đạo mà chưa đá như thế nào là tiền đạo cái gì trời. Bạn trai có thích bạn gái đá banh không? Được, được. Được hả? Thiệt lắm. Bạn muốn tìm cho mình một cái người yêu và đi đến hôn nhân gia đình luôn đúng không? Nếu tìm được thì chúng ta sẽ tính chừng nào để tổ chức? Càng sớm càng tốt anh ạ. Tôi sẽ qua xem thử cô gái bên này như thế nào. Đá banh à? À, chào cô giáo. Giọng rất là đặc biệt nha. Thích về Thanh về Bắc Giang không? Dạ em thích anh. Cứ có người rủ em đi là em thích rồi anh. Em chào hoài chả có ai rủ em. Chào hoài chả ai rủ em à? Thế rủ em đi không? Rủ em phải đi chứ anh. Đang chờ mà. Cưới ngay nhá. Làm luôn. Thế bây giờ bạn thích cái mẫu người bạn trai như thế nào nè? Rồi chị qua chị coi mặt cho em nè. Chị em thích người bạn trai đó. Vui vẻ là dí dỏm. Còn về hình thức thì trên trung bình là được. Và ví dụ có thể là chán nói hoặc là bụng bơ chị. Càng tốt. Gì vậy? Bụng càng tốt quá. Là sao? Chán không bụng bơ càng tốt là bụng bơ to hơn anh Quyền Linh càng tốt. Lý do? Em nghe người ta bảo là bụng bự mới có tướng làm quan chị. Còn chán nói thì mới thông minh. Em nghĩ vậy nhưng mà em ngẫm rồi. Thường những người chán nói người ta thông minh lắm. Lần đầu tiên Quân này lạ luôn nha. Quá lạ. Thấy ai cũng nói là không thích bụng bự. Chán này có hói không? Thì vuốt vuốt lên chút xíu thôi. Cho cao cao lên xíu hói. Mà có cái điểm nào không thích ở bạn trai không? À em ghét nhất là bạn trai mà khi mà nói chuyện với mọi người hoặc bạn gái hoặc là người lớn mà cái mặt mà cứ vênh vênh hoài vậy, sau này tay cứ như kiểu là nhổ râu ấy chị, nhìn nó cứ đều đều cứ ghê ấy chị. Tôi thích bạn này rồi đó nha. Cô kia hơi cá tính đấy. Được á. Dễ thương lắm. Coi cái anh bên này sao? Hả? Sao chị? Bụng quá bự. Thích cái mẫu người con gái sao? Em chỉ cần một người con gái chân thành. Biết đối nhân xử thế với người lớn là được rồi. Không thích điểm nào? Lẹ lẹ quá thì không thích. Đơn giản thôi. Tiền ai giữ? Thì tất nhiên là vợ giữ rồi chị. Miễn là vợ đưa cho mình đủ tiền đổ xăng với tiền nhậu bữa được anh nhỉ? Anh cứ rủ em đi nhậu là em cho anh tiền đi nhậu luôn. Em ơi em có nhậu nhiều không? Em mà nói chung là cũng tạm tạm anh. À, anh rượu chè thì cờ bạc thì không. Bia thì có uống. Dạ. Không có thì đi mua. Dạ. Hôm nay bạn đến đây với ai? Dạ em đến với cô em ạ. Cô. Dạ chào cô. Chào chị Cát Tường và anh Viên Linh ạ. Dạ. Cô của Huệ. Dạ. Bình thường ở nhà Huệ vui vẻ, vui tính, dí dỏm vậy hả cô? Còn hơn thế nữa. Hơn vậy nữa. Cô thấy cái anh chàng bên kia có hợp với Huệ không cô ha? Nếu mà nói về chiều cao ấy, thì cũng được. Rồi nếu mà đòi bụng bự thì không có. Bụng bự là không có rồi. Nhưng mà dễ thương không cô? Cũng được, dễ thương rồi cũng hơi ốm quá. Ăn uống nhiều bồi dưỡng vô. Hói thì cũng không hói nhưng mà chán cao được. Rồi còn bạn Tú. Dạ cảm ơn cô. Dạ em lúc đầu thì bạn em nói là đi cùng em mà đến lúc phút chót lại không đi được. Mà chúng ta sẽ gặp mặt nhau. Kéo màn lên. 2 phút dành cho cặp đôi bắt đầu. Gì mà bất ngờ vậy? Gì mà gặp người ta mà. Chào em. Dạ em chào anh. Anh thấy em sao? Nhìn như vậy mà dễ thương lắm. Anh cũng thấy dễ thương nữa. Bao dễ thương cho anh luôn. Chứ em thấy anh sao? Nói chung là cũng thích thích à. Thích thì bây giờ làm thế nào? Anh thích thì bây giờ em có ý kiến nha. Anh về đội của em đi. Em có chăm được anh không? Anh gầy lắm ạ. Anh yên tâm, cái gầy mẹ em nuôi khắc mập mà. Thật nha. Em không có lo, em ví dụ như là xấu thì nhiều khi mình tốn nhiều chi phí thôi. Còn mà gầy thì ăn nhiều cũng thành mập vậy là. Mà muốn bụng bự thì nhậu nhiều, bụng khắc bự. Anh nhậu nhiều lắm á.
Nhậu nhiều thì tốt chứ sao mà. Nhậu cứ cho em đi cùng là ok rồi. Vậy nha. Dạ. Phải phải có em đi em mới chịu, còn không có em đi anh ở nhà. Thì anh cho em đi. Dạ. Vậy không say không về hả? Rồi, rồi rồi nhậu mà dắt em đi hoài cuối cùng bụng ai bự. Cho người ta đi người ta uống một mình bụng tao mới bự được chứ. Bây giờ hỏi câu này nè, bây giờ dạ. Chuyện nào kết hôn, kết hôn đẻ mấy đứa? Anh chừng nào anh lấy em. Cái này là anh lấy em chứ em không có lấy anh. Đúng rồi, rất là dễ. Anh chừng nào anh lấy em. Em thích bao giờ anh cưới là anh cưới à? Bao giờ là bao giờ, em không có thích chờ đợi nhiều. Anh đánh nhanh ngồi chậm mà 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng phải có thời gian cụ thể vậy đó. Em không có thích bao giờ, em chờ đến bao giờ. Đúng rồi. Bao giờ? Okay. Bao giờ? Cuối năm, cuối năm. Ok. Cuối năm. Dạ. Em theo anh về dinh ha. Dạ, ok. Ừ. Để mấy đứa. Cái này thì em quyết định được. Ít nhất là phải 3 chị. 3 anh phải tổng dinh thì sao? Anh quyết định chứ rồi em quyết định đâu có được. Đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi trên rồi. Khoan qua đi. Anh tặng em cuốn sách này. Dạ, em đọc. Em phải em đọc nha. Bây giờ em đánh giá thế nào về chàng trai đối diện trước mắt em? Em bảo là em thích rồi mà. Hiện tại giờ là thích rồi, còn về tìm hiểu sau. Thích rồi thích cái gì? Chả biết là thấy thích thích vậy thôi. Em cái gì mà đập vào mắt em đầu tiên? Em thấy anh hiền lành ạ. Thấy cũng tươi. Tươi? Tươi chỗ nào? Ông nhóm nhắc theo queo tươi gì? Tươi ý là tươi cười á chị. Rồi bạn nam, bạn thấy cô gái thế nào? Thằng bạn vui tính, rất hợp với mình á. Hợp không? Hợp lắm. Có thấy khớp, thấy sợ gì không? Không sợ gì em chị. Không sợ gì phải không? Em nhìn vậy thôi nhưng mà ghê lắm phải không? Lù khù rồi. Ừ. Rồi đó. Hai đứa nổi không? Thôi hai đi em. Thôi anh về mình tính sau. Rồi, chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Tâm sự vậy đủ chưa? Hiểu chưa? Dạ, được rồi. Hiểu rồi ha. Dạ. Suy nghĩ thật kỹ để quyết định nhấn nút hẹn hò với nhau hay là không. 1. Có nhấn không? 2. Chúc mừng hai bạn. Hai người dễ thương, ấn tượng chứ. Tôi hỏi với cô gái là nếu như... Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, thích quá. Nắm tay nhau đi. Nắm tay đi. Nắm tay đi. Điện giật, điện giật. Ha? Điện giật. Cảm nhận thế nào? Không, không cho hôn. Quen bao lâu mới cho hôn? Thôi em thích là em chủ động hôn trước rồi đó. Thế bây giờ thích đi. À, giờ chưa thích mấy. Nếu như chàng trai không nhấn nút thì sao? Không nhấn thì em cũng nhấn, kệ chứ. Mình thích là mình cứ thích đúng không? Dạ, thích là việc của mình, còn người ta không thích không là việc của người ta. Cá tính. Rất là cá tính. Chấp nhận được. Còn bạn trai, bạn có quyết điểm gì nói cho bạn gái nghe luôn đi. Em ham chơi, bạn rủ đi chơi đâu là không có từ chối. Ham chơi là gì nữa? Ai mà nói gì đó hơi xúc phạm hay buồn cái là một phát liền em không. Wow, ngồi xuống đi, ngồi xuống bình tĩnh. Mời bạn gái. Chào chị Cát Tường, chào anh Hoàng Linh và tất cả các bạn khán giả ạ. Rồi, chào bạn. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu giới thiệu mình tên gì? Dạ, em tên đầy đủ là Nguyễn Thái Bảo. Năm nay em 30 tuổi, cộng thêm 4 nữa là 34. Sinh ra ở Long An, lớn lên Tiền Giang, học ở Cần Thơ, làm việc ở Long An. Công việc em là giám sát bán hàng bên ván sữa. Là mình chỉ lên tham gia bạn muốn hẹn hò thôi là mình về lại Long An hả? Nếu mà bạn gái mình kia bấm nút thì chắc em ở lại luôn. Rồi, em gái mình giới thiệu đi em. Em tên là Kim Thoa, em 25 tuổi, hiện đang là kế toán của một công ty tư nhân. Em hiện tại thì đang trọ Gò Vấp, quê Long An. Rồi, ngon lành. Ngon lành, hai bạn lên Long An luôn. Long An ở đâu hả bạn gái?
Em ở Đức Hòa anh. Anh ở Châu Thành, anh ở Châu Thành. Rồi trước giờ mình có được bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình chính thức thì một, còn mối tình mà dây dưa thì cũng 3-4 cái. Dây dưa là dây dưa thì sao? Nói chung là bạn bè rồi cái khi mà nghĩ xa hơn thì em cảm thấy nó không có... Nghĩa là trên tình bạn bình thường nhưng mà nó chưa tới là tình yêu. Dạ. Trải qua mấy mối tình rồi? Hai anh ơi, Quỳnh Linh. Mối tình thứ nhất lâu chưa? Mối tình thứ nhất em thời sinh viên học ở Cần Thơ đó, cũng chưa gọi là yêu thương gì hết. Nhưng mà có xin địa chỉ của cô ở Bến Tre. Dịp Tết đó em quyết định em đi qua nhà cô ấy luôn. Đến gần tới nhà thì cũng như một bạn chở cô ấy bằng xe đạp, hát bài xe đạp ơi. Em nói Hương, nhà em đâu anh tới chúc Tết em nè. Cái cô ấy xin làm người xa lạ với em. Im lặng luôn. Dạ còn em thì còn thương đâu rắn mọc sau hè. Tôi biết bài này, từ bài này ra là cậu với mẹ nhổ tóc cho nhau đúng không? Tóc sâu đó hả? Dạ. Hèn chi. Tóc em thì không có sâu. Hả? Không sâu mà sao mà? Dạ tại vì nó bô đen thời buổi hiện đại. Ủa hiện đại gì nó trống trơn vậy đó hả? Dạ. Lạ vậy. Rồi mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai cũng thương nhau. Nhưng mà cô ta đòi nếu mà cưới á là phải về ở cha mẹ cô ta. Còn em thì có một mình ên à, cha mẹ có một mình trai à, không có thể đi được. Cái đó là cái cách trở mà không vượt qua được. Vậy là em phải lấy vợ về để làm dâu trong nhà đúng không? Dạ. Rồi. À, em mà chịu lì về làm dâu không? Định hướng của em là tính là lập nghiệp ở thành phố. Vậy là không chịu đi về quê Long An? Dạ, biết đâu duyên nợ tới thì theo lời của trái tim vậy à. Bạn muốn một người bạn trai như thế nào? Cũng sống tình cảm, cũng quan tâm, rồi công việc ổn định, nói chung là chỉnh chạc. Về ngoại hình, bạn thích mẫu người như thế nào? Dễ nhìn là được rồi, không cần đẹp trai. Mà cao hơn em. Bạn cao hơn... mấy mấy? Em khoảng có 5-7 à. Ồ, vậy được rồi, chắc chắn rồi. Có lý rồi em. Bạn thích bạn trai tóc dài, tóc ngắn? Gọn gàng anh. Mày gọn luôn á. Chị rất đẹp. Điều gì bạn không thích ở người bạn gái? Đành đá đua đòi, không lễ phép. Ăn mặc thì đừng có lè lẹt quá. Nó phải sự pha trộn với truyền thống hiện đại. Với lại không biết quan tâm với gia đình. Không ăn cũng không sao. Có gì mình tập hoặc là mình ăn cơm tiệm. Dễ thương. Thích bạn gái mình mẫu hình như thế nào? Ngoại hình thì khoảng 1m55 được rồi. Với lại em thích nữ có bàn tay chân đẹp. Chăm sóc vậy đó. Như thế nào là đẹp? Thon thả, bàn tay không? Màu mè vậy được không? Được chị. Được hả? Đừng có đỏ quá. Nè, đứng lên. Đứng lên chị coi. Dạ. Bàn tay được không? Dạ được, tốt rồi chị. Đâu, nắm thử coi. Cho phép không? Mới nắm vậy? Không. Không cho phép sao nắm? Được không? Dạ, em. Em mà em thì mãi. Em hả? Đúng ý mình chưa? Bạn trai bên đó rất là dễ thương. Tánh tình cũng thấy rất là thật thà. Sao em thấy em có tật xấu gì không? Không dữ hả? Rồi mặt mày vậy mà không dữ hả? Rồi quýnh ai chưa? Dạ chưa. Rồi chứ lúc giận làm gì? Chỉ la rồi cái thôi. Ví dụ như tức quá hết bất kỳ cái mức độ bằng nạt sao bằng nạt thử. Em gái làm sai mà em không nghe nó. Tao nói mày sai kìa, mày nghe lời không? Rồi, nó không nghe là thôi. Vậy bình thường làm dữ vậy thôi. Chị dữ dội không? Thấy thường, còn không. Chấp nhận được. Còn bạn trai, bạn có khuyết điểm gì nói cho bạn gái nghe luôn đi. Em ham chơi. Bạn rủ đi chơi đâu là không có từ chối. Ham chơi là gì nữa? Ai mà nói gì đó hơi xúc phạm hay buồn cái là một phát liền em không giấu được cảm xúc của mình. Hôm nay bạn đi với ai? Đi với chị ruột. Chào hai anh chị MC. À, chị hai thấy cô bé này sao? Em thấy bé dễ thương chị. Có tiêu chuẩn phù hợp làm dâu nhà mình không? Dạ em thấy thích lắm, phù hợp. Bây giờ cái vụ mà cô này cũng không có chịu đi về quê đó thì nếu như là chị thì thấy xử lý thì sao? Thấy cũng hơi bị tiếc đó chị. Tại vì gia đình em á là thích có con dâu hoặc em dâu lắm. Nhưng mà hãy về được chung với cha mẹ em thì vui lắm. À, chị đang lo là nếu mà lấy chồng mà không ai về chăm sóc ba mẹ ở dưới quê đúng không? Dạ. Nói đến đó chị hai xúc động thấy không? Thành ra bằng mọi giá sao kiếm người về chăm sóc gia đình ở dưới quê đó là được rồi. Còn mình có đi với ai không? Dạ không ạ. Đi một mình thôi hả? Dạ. Để anh qua anh gặp bạn gái của quê em xíu rồi. Thuyết phục cổ về quê chút đi giùm cho chị hai. Thấy chị hai chị khóc chưa? Dạ thấy. Thí dụ giờ về dưới được gì dưới cũng có chỗ làm ăn mà.
Thì em nói là nói như vậy, nhưng mà xuất giá thì phải tòng phu, em hiểu câu đó. Tòng phu ha. Không mà biết là có hợp không nữa anh. Hợp, bạn này rất là... Nói về gia đình dưới quê rất là cảm động. Giống chị vậy đó. Dạ. Anh thấy những người đó là người ta thật tình lắm. Không yêu thôi, yêu yêu tới bến luôn á. Về quê nha. Để coi à. Về không? Nếu thì mà thương mới về. Mà nếu thương về không? Về. Thương thì về. Đó, về được rồi. Thương thì về. Tôi thuyết phục vậy rồi đó. Cảm ơn Huỳnh Linh, Huỳnh Linh khéo quá. Ráng nha. 2 phút mình gặp nhau, mình trao đổi ha. Mình coi coi, nếu mà mình thực sự có rung động thì mình cho nhau một cái cơ hội. Ha. Chúng ta kéo màn lên. Kéo màn lên. Gặp nhau. Anh chào anh. Có món quà tặng em. Em cảm ơn ạ. Dán sữa đó. Được rồi, em làm nhiệm vụ xong cái tính tiếp ha. Có món quà tặng gì sẽ rồi, cảm ơn em. Có tôi không mà nhìn nhìn vậy? Của con anh. Hai mặt con, cảm ơn em. Không có gì. Em thấy anh thì sao? Em nhìn anh thấy hiền, hiền lành. Không, ai cũng nói vậy hết em. Anh thấy em sao? Không hiền bằng anh. Em hơi cá tính à? Hy vọng cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Ủa rồi anh đi làm suốt ngày luôn hả? Có ngày cuối tuần có được nghỉ không? Được em, nghỉ ngày Chủ nhật. Chừng ngày Chủ nhật thì anh đi giải trí bằng cách ca hát. Thích hát lắm. Hồi nhỏ là cũng ước mơ làm ca sĩ nè. Mà tại không được đẹp trai nên không dám đăng ký đi hát đâu á. Dạ. Giờ đứng hát thuyết phục cổ cái thử coi. À, ok. Rồi đứng lên đàng hoàng nhìn cổ trong đó. Bắt đầu. Lần đầu anh gặp em, ôi không gian bao la dường như đã quay cuồng. Nỗi đau trong lòng anh tan theo giấc mơ mộng manh. Tiếc quá, phải đẹp trai chút nữa rồi đó, giờ làm ca sĩ rồi ha. Thôi quan điểm về tình yêu đi hai bạn. Tình yêu thì thích chung thủy, chia sẻ. Em cũng thích chung thủy, thích chia sẻ. Nhưng mà đôi lúc bạn trai á, em muốn có chí cầu tiến. Cũng có chí nhiều lắm. Tí nhiều lắm, lắm cắt tóc lên. Không, nói chung là anh từ nhỏ cũng từ lập nhiều lắm. Nếu mà lập gia đình á, thì bạn trai phải biết chia sẻ rồi quan tâm gia đình xíu á. Chứ em nghe anh ham chơi. Anh là tiếp người sống tình cảm, anh rất quan tâm với gia đình. Chị hay khóc lắm á. Dạ. Em hay khóc lắm đúng không? Mỗi lần xem TV mà thấy cái câu chuyện gì buồn cũng rưng rưng mắt. Hoặc là nghĩ chuyện gia đình mà có chuyện này chuyện kia cũng quá. Em nấu ăn được nhưng mà nó không có ngon. Anh có chịu khó ăn không? Anh thì cũng dễ ăn lắm, nhưng mà nấu có món cá không là ăn. Ăn cá quanh năm được nữa nhưng mà không ăn thịt. Dạ, nhưng mà em lại ăn thịt. Thì chưa mua hai món kho chung vẫn được. Em ăn thịt, anh ăn cá. Cảm nhận về bạn gái ngồi phía trước mặt mình như thế nào? Cũng sung sướng với em. Thân trẻo, dễ thương, tóc đẹp. Em thấy tóc lạ, hình như ở đây em là lạ nhất luôn. Cũng hợp với khuôn mặt em mà. Rồi, nói một câu thật tình cảm xong rồi bấm nút. Anh hy vọng sau chương trình này mình hò hẹn với nhau. Và em anh hy vọng em sẽ về quê anh. Tại vì anh ba mẹ cậu gì đều mong chờ được đó. Hả nữ, muốn nói gì với bạn nam? Bạn nam dễ thương, hiền. Thôi, em nói vậy thôi. Dễ thương, hiền, nhưng mà còn bấm hay không chưa biết. Đặt tay vào nút nha, suy nghĩ thật kỹ. Suy nghĩ thật kỹ xem có đồng ý hẹn hò với nhau hay không để quyết định nhấn nút. 1 2 3. Hết thời gian. Bấm nút chậm vậy? Em muốn cho mình một cơ hội sau hồi suy nghĩ. Lúc đầu là ngại cái vụ là đi về quê đó phải không? Không. Chứ ngại vụ gì? Tại tính ông ham chơi nên em sợ. Nhưng mà tại là người trước thì lớn hơn em có tuổi 2 thôi. Còn anh này lớn hơn em hơi nhiều nhiều nên em nghĩ là chắc cũng chững chạc. À, nhớ nha, người ta ngại cái gì thì mình phải rút kinh nghiệm chơi nha. Ham chơi quá. Đi chơi nữa nè, cầm mấy cái vé xem phim này đi xem phim. Đem theo cái dán sữa uống. À. Đây thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Trời ơi, cảm ơn chị. Đây gửi tặng hai bạn hai cặp loa sau mắt i5 để các bạn nghe nhạc. Nắm tay nhau một cái thử xem. Ai đẹp không? Đó hồi nãy khao khát đưa bàn tay mình hôn cái đi. Thôi chị. Cái đi. Hôn tay không? Ừ. Em cho phép anh hôn không em? Cần gì phải xin, nếu đã dễ là không cần xin. Không cần xin. Rồi,
Bây giờ nè, phải nói là con dễ thương. Dạ con cảm ơn chú. Con có coi phim Phạm Băng Băng không? Dạ. Hả? Gương mặt con nó không phải là xuất sắc như thế. Dạ. Nhưng mà nó hơi giống mà rất là xinh luôn ha. Cái này biết trang điểm chút xíu này kia ha. Rồi tút lên chút xíu ha. Nhưng mà vấn đề ở đây là nó quá giỏi bé. Đúng rồi, 21 tuổi. Một tháng mà bây giờ gửi về cho cha mẹ cỡ 15-20 triệu thì Linh tưởng tượng đi. Quá giỏi, chú cỡ dây mà mỗi tháng chú gửi gia đình chú 1,5 triệu đó con. Chào con Vân, con chào chú Huyền Linh. Con tên là Huỳnh Như. Năm nay con 21 tuổi, con quê con ở Bến Tre. Con sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại con đang kinh doanh tại công ty Sun Vision Hàn Quốc. Vậy đó hả? Dạ. Ở quận mấy Huỳnh Như? Dạ. Con làm quận mấy Huỳnh Như? Dạ con làm ở Bình Thạnh chú. Bình Thạnh. Dạ. Rồi, Huỳnh Như 21 tuổi, quê Bến Tre, làm ở Bình Thạnh. Mời nhà trai. Dạ, chào anh Huyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào khán giả và chào Huỳnh Như. Chào em. Xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thái Quý, năm nay 31 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Bình Tân. Nghề nghiệp là kinh doanh tự do. Tự do. Dạ. Quý 31 hả? Dạ. Bên năm 21 hả? Lớn nhau mấy tuổi như đâu? Một thập niên đó. Không có đâu, cũng sơ sơ vài tuổi thôi mà. Không vấn đề gì cả, tuổi tác không quan trọng, quan trọng là mình có yêu thương nhau hay không á. Dạ đúng rồi, em cũng không quan trọng không? Em không quan trọng tuổi tác. Bây giờ đàn gái cho nhà trai biết một chút về ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ ưu điểm của con là con tự lập sớm, con hòa đồng, cởi mở, vui vẻ với mọi người. Con biết nấu ăn, con biết kiếm tiền. Kiếm tiền là quan trọng của con. Cô hỏi thiệt con này, con dạ. Kiếm tiền bây giờ là cái thu nhập của con tự nuôi bản thân được chưa? Dạ con tự nuôi bản thân và con mỗi hàng tháng con có chu cấp về cho gia đình của con nữa. Trời giỏi, 21 tuổi giỏi quá. Nó 21 tuổi đó Linh. Trời ơi. Trời ơi giỏi. Cô bây giờ cô chưa được nhận tiền chu cấp của con cô nữa nè. Một tháng gửi về cho ba mẹ được chút đỉnh nhiều không? Hừm. Dạ khoảng 15-20 triệu. Trời ơi ngon lành ơi. Rất là tôi ngưỡng mộ nó quá. Một con bé xinh xắn, giỏi giang, hiếu thảo như thế này. Ê, lý do gì mà con lại có mặt ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đó cô nghe coi. Tại vì con muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc. Con thích những người chững chạc, tâm lý một chút xíu. Nhưng mà ở tuổi con thì khi ra ngoài con chỉ gặp được những bạn cỡ đồng trang lứa với con thôi. Nhưng mà những bạn đó thì suy nghĩ chưa có bằng con. Cho nên là con không có thích được. Con có thích. Dạ. Và con tin tưởng chương trình sẽ tìm cho con được một cái người đúng như là con mong muốn đúng không? Dạ. Vững vàng, một người vững vàng, một người gọi là chín chắn thì chắc chắn bên kia là có rồi đó. Yên tâm, bên đây trắng kia chắn luôn. Dạ. Cô mặc dù cô chưa qua bên luôn. Đó nhưng mà cô chắc chắn là người đó là vững vàng và chín chắn rồi. Dạ. Tại vì anh ấy đã 31 tuổi rồi. Đúng. Ha. Dạ. Rồi, bên đó nói giới thiệu một chút xíu về bản thân đi. Dạ. Em thì có một cái một số ưu điểm cũng đi kèm là một số cái nhược điểm. Ưu điểm hiền, rất là hiền, rất là chịu khó lắng nghe, cũng như là nói sao ta, rất là hay chiều bạn gái. Và một cái ưu điểm nữa là do em sống có một mình nên nấu ăn rất là ngon. Và hôm nay tối qua em có làm một cái ổ bánh nướng, cũng muốn tạo một cái điểm nhấn gì đó với chương trình cũng như là bạn Quỳnh Như. Em có thể nhờ anh Quyền Linh nhờ ăn hay nhờ mời kia. Dạ có thể là anh Quyền Linh dùng thử bên kia. Nói nghe là mời có bên đó mà không mời bên đây á, là mệt mỏi đó. Dạ có em, có cắt sẵn. Trời ơi cái gì, bình tĩnh đi. Thì tôi phải nói nè, nhà gái làm trước đi. Hôm nay tôi chảnh lắm á, bên nhà gái tôi bên đây là vô địch. Trời ơi xin vô địch. Tôi nói một con bé này như vậy nó ngồi đây là tôi cảm thấy là tôi coi như kèo trên rồi đó. Rồi không... nghe ông nịnh nọt tôi đi đặng mà tôi còn ăn ấy đi, ăn bánh đi nhà gái coi sao. Cô đưa chị đưa nè, cho Quỳnh Như nghe. Ăn thay mặt em đây. Đúng rồi. Con thử đi con. Dạ con cảm ơn cô. Cắn thử miếng coi. Rồi cô Hồng Vân thử miếng coi nào. Coi trời bên đàn trai làm sao. Dạ. Bánh chuối là cái món mà lắm. Tôi rất là thích luôn. Nè Hồng Vân ăn thử miếng ngon lắm. Nghe cái hương vị là thấy ngon rồi. Tuyệt vời. Bánh tôi nói nó ngon tôi vô tận luôn rồi. Chưa thấy bánh nào nó ngon mà như bánh này. Ông ăn chưa? Chưa. Ông ăn một miếng đi đã rồi nói chuyện với tôi.
Ông ăn đi. Ông hỏi con gái ăn ngon chưa? Từ từ để dạ cho ngon. Để cho bé nó cảm nhận. Ông ngon, ăn trời đi. Ơi, nhìn, ông ăn hả? Đi một miếng. Nhìn biết là ngon rồi. Trời ơi chưa thấy trên cuộc đời thì chưa thấy loại bánh nào ngon như bánh này. Ngon lắm, ăn thử đi. Quá thơm, quá béo, quá ngậy. Nói nghe nè, để bên đây đi. Để bên đây con ơi, chứ bên ông lấy hết á. Dạ. Cái này là ảnh tặng cho con, hiểu chưa? Dạ. Đau lòng. Có được rồi. Tới đây cũng được hưởng thụ chút ha. À, rồi bây giờ nè, phải nói là con dễ thương. Dạ con cảm ơn chú. Con có coi phim Phạm Băng Băng không? Dạ. À, gương mặt con nó không phải phải là xuất sắc như thế, nhưng dạ. Thực sự nó hơi giống giống mà rất là xinh luôn ha. Cái này biết trang điểm chút xíu này kia ha, rồi tút tút lên chút xíu ha. Mà vấn đề ở đây là nó quá giỏi bé nè. Đúng rồi, 21 tuổi. Một tháng mà bây giờ gửi về cho cha mẹ cỡ 15-20 triệu thì Linh tưởng tượng đi. Ôi, quá giỏi, chú cỡ dày mà mỗi tháng chú gửi gia đình chú con 1,5 triệu đó con. Khổ thiệt luôn á. Con gửi 15 triệu là giữ ngon rồi đó. Nè, mấy mối tình này. Dạ con cũng có một vài mối tình. Một vài rồi đó hả? Dạ. Mối dài nhất là bao lâu con? Khoảng 2 năm. 2 năm. Dạ. Sao chia tay vậy? Tại vì khi mà quen nhau á, cảm thấy cái tôi của ai cũng lớn quá mà không có ai nhường nhịn ai hết, cho nên là dừng lại, quyết định dừng lại. Phải cá tính mạnh quá. Dạ. À, thôi được rồi, con chỉ có bên đây mới chiều con nổi thôi. À, dạ. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ 3 mối tình. 3 rồi ha. Dạ. Bên kia 1 dài, bên đây 3. Mới đó ta hơn là... 1 thập niên. Dạ. Mà ba năm thì... 3 năm hơn một chút. 3 năm hơn. Dạ. Sao chia tay? Dạ vì hồi đó còn trẻ, còn trong hoàn cảnh gia đình về vấn đề tiền bạc không có được phù hợp với nhau, nên cô ấy đi lấy chồng Đài Loan rồi. Trời ơi, thấy thương không? Thôi được rồi, bữa nay gặp nhà gái bên kia rất là dễ thương, xinh xắn nha. Dạ. Bây giờ mình đi với ai nào? Dạ em đi với Khoan nói nghe nè. Hả? Là đi hỏi gia đình luôn á hả? Ủa sao không nói cái tâm tư bên 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 đàn gái tôi mong muốn một người con trai như thế nào chứ? Bên tôi có quyền mà, ta đẹp tôi có quyền rồi, chứ muốn nói gì? Con đặt vấn đề luôn, con mong muốn cái người bạn trai của con làm sao nè. Hồi nãy con nói là chín chắn rồi. Dạ. Hồi nãy con nói là gọi là gì? Bản lĩnh rồi ha. Dạ. Nhưng bây giờ là cô muốn hỏi con là về cái ngoại hình, con mong muốn cái người bạn trai của con như thế nào? Con không có yêu cầu cao về ngoại hình, ưa nhìn một chút xíu là được. Cao khoảng 1m7 trở lên. Có. Không có hút thuốc, không có gia trưởng. Có. Có luôn. Tâm lý và chiều chuộng con nói. Rồi biết nấu ăn, biết làm bánh con có thích không? Dạ, dạ thích, con cũng biết thích, nấu ăn. Phải thích. Trời ơi, chồng mà biết nấu ăn ha, biết chiều mình ha, mà nấu cho mình là số 1, tìm không có có dễ đâu, con hiểu chưa? Dạ. Đó. Con có mẫu hình lý tưởng nào không con? Dạ không, con không có mẫu hình lý tưởng. Rồi bên đây có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ thì em chỉ muốn người bạn gái của em, cô ấy thì chính là cô ấy thôi, không cần phải giống ai hết. Tại vì nãy ông lòi ra người ta giống Phạm Băng Băng rồi, giờ còn mong cái gì nữa. Ông Linh thiệt tình á. Tôi thấy đẹp quá tôi nói luôn. Hôm nay con đi với ai? Dạ con đi với lại chị, với lại đồng nghiệp của con. Đâu rồi? Chị đâu? Dạ, đồng nghiệp đó rồi. Chị ruột á hả? Dạ không, con chỉ là làm chung với lại Huỳnh Như thôi. Dạ. Con gửi lại lời chào với chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Thực sự mà nói á, thì những cái mà bạn Quỳnh Như có thì con nghĩ là bạn trai nào cũng sẽ thích, nhưng mà đương nhiên là cũng sẽ có một số ưu điểm hoặc là một số khuyết điểm mà phải cần tìm hiểu với nhau lâu dài thì mới thấu hiểu được. Nhưng mà nhân đây á, em cũng muốn hỏi anh một xíu là anh cảm thấy á, anh là một người đàn ông thật sự á, thì như thế nào? Đàn ông thật sự theo quan điểm của mình á, là phải ngoài công việc xã hội ra còn phải biết phụ giúp vợ, phụ giúp gia đình. Ngoài ra thì mình cũng phải có một số cái gì gọi là tươi mới, lãng mạn để cho cuộc sống gia đình nó hạnh phúc hơn. Em cũng mong anh là người đàn ông thật sự mà mình như muốn tìm kiếm. Yeah. Em nghĩ là nếu mà hai người gặp nhau đi rồi sẽ có cái quyết định như thế nào về nhau về sau. Dạ em cảm ơn ạ. Con biết không, cái người đàn ông thực sự là cái người đàn ông mà không có yêu đàn ông á. Là thực sự đó. Dạ. Đó cho nên hôm nay là Huy có mặt ở đây rồi á, là con biết là
Vi không yêu đàn ông đó. Bây giờ em trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với nhóm ế đoàn kết của em. Nhóm ế đoàn kết, trời ơi. Là những người độc thân chơi chung với nhau. Trời ơi, đều đặn vậy luôn á, trời. Dạ. Xin chào anh Cô Linh và chị Hồng Vân, chào em gái. Chào tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì hôm nay đi với Quý thì có trong cái nhóm là group và hành trình kết nối. Một cái group này thì là trên 3.000 người. Thì tụi em đến đây là ủng hộ Quý. Thì hôm nay tới đây thì em thấy bạn gái này thì trên cả tuyệt vời. Nói chung là về tất cả những cái công việc và tính cách cái thứ là về cái ấy, là bạn gái này là rất dễ thương. Và trong cái cuộc sống thì bạn cũng biết là chu toàn cho gia đình. Thì cũng qua đây thì anh cũng muốn hai em tạo cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu và tiến tới được cái hạnh phúc lâu dài. Xin hết. Cảm ơn em. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Đúng rồi. Mở rào. Anh có chuẩn bị một cái món quà tặng em. Dạ. Em cũng có. Cái này là cái tai nghe. Dạ. Anh nghĩ là em sẽ là một cô gái năng động và trẻ trung thì sẽ rất là thích âm nhạc. Dạ. Anh hy vọng là lúc nào mà em nghe nhạc hoặc là cầm lấy nó em sẽ nhớ tới anh. Cảm ơn anh. Rồi Huy mở cái của Như ra đi. Dạ. Coi tặng gì nè. Như để đây nè, Như để đây nè. Dạ. Yeah. Cái này là một hộp quà handmade em tự làm. Lưu niệm đúng không? Lưu niệm đúng không? Dạ, một cái hộp không thôi cô. À vậy hả? Dạ. Tại sao con lại tặng một cái hộp không như thế này? Tại vì nếu như mà có đi sâu hơn thì cái đó nó sẽ lưu giữ kỷ niệm từ con. từ một hộp trống mà sau này nó sẽ có nhiều đồ chứa vô đúng không? Dạ. Anh chắc chắn sẽ bỏ nhiều đồ vô đây. Con ơi, mấy cái đó là chỉ có bỏ hộp xoàn được. Đúng rồi. Cái hộp nó nhỏ lắm con. Anh cũng đừng nói gì đó. Hộp nó đừng bỏ gì hết. Nó nhỏ quá mà mình bỏ nhiều hộp xoàn vô thôi. Hộp xoàn được thôi. Dạ, rồi anh. Trời, cảm ơn em nhé. Cái tai nghe màu tím đáng yêu vậy luôn ha. Con thích màu tím không Như? Dạ không. À không hả? Thôi em tưởng thích màu tím đeo lên thử mà thôi, không thích thôi. Rồi, các bạn về chỗ đi. Mà chúng ta trao đổi quay. Cảm nhận về nhau đi các bạn. Em cảm nhận gì về anh? Em có cảm giác là anh cũng khá là hiền. Anh thì anh thấy quả thật anh Nguyễn Linh với chị Hồng Vân tuyệt vời, quá đẹp trời đẹp gái luôn. Cảm ơn anh. Nhưng mà thật sự là anh thật sự rất là nhát gái thiệt. Anh có thể đứng trước nhân viên mấy chục người, mấy trăm người anh vẫn có thể anh nói được, nhưng mà tự nhiên những người đẹp tự nhiên anh thấy nó yếu lòng. Em ở Bình Thạnh hả? Dạ em ở Bình Thạnh. Không sao, anh ở Bình Tân, nó cũng xa nhưng mà khoảng cách nó không là vấn đề đối với anh. Không, nó cũng bình thôi, không có sao đâu. Cũng như là tuổi tác, anh cũng hy vọng là nó cũng không là vấn đề với anh. Quan trọng là mình hiểu được cái mục đích của hai đứa mình nó như thế nào. Dạ. Nó tiến tới đâu. Dạ. Anh rất hy vọng vào cái lần gặp mặt lần này. Quan điểm về tình yêu hôn nhân của mỗi bên như thế nào? Quan điểm của em thì em thích một người con gái 50 của công việc và 50 của gia đình. Rồi anh lại cũng muốn là em là chính em thôi. Em đừng có bắt chước theo ai hết. Đừng có ai đem ai làm hình mẫu hết. Em cứ vẫn là tính cách của em. Cho anh là được. Dạ. Rồi anh thì anh khai thật luôn á. Tại vì anh ở có một mình à. Dạ. Nên nhà cửa dọn dẹp nó hơi bề bộn. Cái đó có gì nếu em không ưng thì anh sửa sao. em đừng giận anh cái vụ đó, cái đó tội nghiệp anh. Dạ. Em có thích động vật không? Dạ có. Em rất là thích chó mèo. Chó hả? Dạ. Đúng rồi đó, anh cũng vậy đó.
Anh người yêu không có nhưng chó anh có hai con. Còn em thì sao? Dạ do em ở chung cư á cho nên là em không có nuôi được thú cưng, nhưng mà ở dưới quê thì ba mẹ em có nuôi nhiều. Rồi em có muốn hay là em có hy vọng anh như thế nào không, để anh có gì anh sẽ cố gắng? Hy vọng thì em chỉ là hy vọng một người đàn ông tâm lý nè, hiểu ý bạn gái và chiều bạn gái thôi. Lại nếu như mà có vấn đề là có tiến xa hơn nữa thì em sẽ không phải là tiếp người phụ nữ hy sinh lùi về sau để mà làm nội trợ, thì em không làm được việc đó. Tại vì sở thích của em là em rất là thích kinh doanh, em rất là thích kiếm tiền. Cho nên là em sẽ không làm một người phụ nữ của gia đình được. Nếu em không là một người phụ nữ của gia đình được thì để 50 cái với gia đình đó thì để cho anh. Tại vì công việc của anh nó không có vô một cái khuôn khổ nào hết. Anh có thể đi làm sáng, sớm, tối hay là tối hay là chiều tối anh có thể về. Nếu em không nấu ăn, em không có thời gian để em nấu nướng thì công việc đó thôi cứ để cho anh làm. Em cứ về, em cứ hoàn thành cái công việc của mình rồi em cứ về đó thì để anh phục vụ cho. Đợi gì nữa ta? Rồi, Nguyễn Linh nói hẹn hò, hẹn hò. Mình hỏi hò rối gì? Rồi, rối rồi. Bây giờ á, em với cô bạn gái vậy, với cái công việc của bạn vậy, rồi với những cái điều mà em vừa mới chia sẻ vậy, thì em có nghĩ là đến một lúc nào đó em sẽ rất là khó chịu vì cái ghen của mình không? Tức là ghen, mình sẽ phải ghen chứ. À, ghen đúng không? Em chắc chắn là em sẽ không bao giờ em ghen. Tại vì cái suy nghĩ của em là nếu là của mình thì nó sẽ là của mình thôi. Chứ nếu nó không là của mình rồi, mình cứ đi bám díu, mình cứ đi sâu xé với nhau thì vậy thì cũng không có được. Với lại là mỗi người đều có một cái công việc riêng của họ, cái đặc trưng riêng của họ, thì không thể nào mà mình lấy cái công việc của mình là mình áp đặt vô cái công việc của bạn gái để mà em ít tiếp khách lại, em phải đi về nhà hay là gì đó. Cá nhân em cũng tiếp khách rất là nhiều luôn, nữ cũng có, nên em hiểu được cái vấn đề đó, nên cái vấn đề đó thì hai chúng ta phải xua với nhau ngay từ đầu. Dạ đúng rồi, em nghĩ chung thủy chỉ là một sự tự giác của bản thân mình. Đúng rồi. Với lại cũng phải tôn trọng, phải hiểu nhau nữa chứ không phải là cứ nghĩ là đi sớm dậy khuya là ABCD biết gì. Quan trọng là mấy con nhỏ, em hỏi có khoảng chừng nào em có thể cho anh bước tới được nếu mình tìm hiểu được. Em dự định khoảng chừng nào thì em có thể lập gia đình? Lập gia đình thì em nghĩ là đến khi nào mà em có thể lo được cho con em ở môi trường tốt nhất thì rồi, em sẽ lập gia đình. Nói 9 năm nữa quá. Không sao, cái vấn đề đó thì đồng ý thôi. Tại vì em cũng còn trẻ mà. Còn về cá nhân anh thì anh đầy đủ hết rồi. Anh có thể ngay bây giờ và thậm chí là một năm, nhưng mà đừng có lâu quá, anh không thích 2, 3, 4 năm gì, nó dài, nó mất hết cái tuổi thanh xuân của em đi. Tầm 1 năm là vừa. Rồi quản lý kinh tế thế nào nữa? Về kinh tế thì tất nhiên thì mình làm thì phải đưa cho vợ rồi, nhưng mà anh cũng rất là mong là phải, tất nhiên là anh sẽ không có một cái quỹ đen, nhưng mà anh hy vọng là anh được một cái quỹ hồng. Em có hiểu quỹ hồng qua không? Dạ hiểu. Ok, vậy tốt rồi. Tao giải thích đi cho người ta hiểu, tôi không hiểu. Quỹ hồng là cái gì đó? Quỹ đen có nghĩa là mình sẽ dùng những cái tiền đó để mình làm những cái gì đó nó không có tốt đẹp, nó không có vui vẻ. Còn cái quỹ hồng này là tượng trưng cho cái sự là bình đẳng, mọi người đều có một cái đồng tiền ra vô. Tuy là cái lương đó anh sẽ đưa cho em giữ, nhưng mà ngoài ra anh vẫn có số tiền đó để mà anh tiếp khách em đến đấy luôn này nọ, không có phải xin em hay là không có phải cái gì hết. Thì xoay sở đó. Đúng rồi, dạ. Cái đó là quỹ hồng. Thì này anh tưởng quỹ hồng để dùng mua hồng không? Bây giờ thế này, hai đứa đến với nhau, nắm tay nhau để truyền cảm xúc cho nhau. Mình vừa nói chuyện vừa truyền cảm xúc với nhau. Rồi nhìn nhau có thể hát tặng nhau một bài nào đó, xong mình nói tặng lấy lòng của mình những suy nghĩ về đối phương. Hát là cái sở đỏn của em anh Linh ơi. Thì hai đứa nắm tay nhau đi để mình truyền cảm xúc với nhau, mình cảm xúc thế nào với người đối diện hồi xưa giờ chưa bao giờ gặp mặt, chưa bao giờ nắm tay đó, nhìn thẳng vào nhau đi. Hát bài tặng cho bạn trai được thôi. Hôm nay con viêm họng.
À biết không? Vậy rồi. Vậy em hát được nhưng mà em phải nhờ điện thoại được không anh? Được. Nhưng mà cầm điện thoại hát nó mất cảm xúc hết trơn à. Kệ nó hát đoạn dạ. Cũng được. Đoạn đi đúng rồi. Một đoạn thôi cũng được em không cần nguyên bài. Hát bằng cả trái tim, bằng cả cõi lòng của mình nha. À, anh hát nha. Dạ. Người yêu ơi, yêu mình anh được không? Từ giờ và sau này gió lạnh, nơi đây mùa đông là ngày ta xung vầy, con tim hao gầy, tình yêu đông đầy, hãy để anh chứng minh cho em thấy. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai, đâu có sai đâu, không là em thì ai? Để anh đưa em về, là tình yêu mãi mê, mà kệ người ta cười chê, bởi vì tình yêu là thế, làm người yêu anh nhé, baby. Rồi em nói một câu gì chân thành nhất nói với nhìn với Phạm Băng rồi. Băng Việt Nam đi. Hứa một điều gì đó để bạn gái có thể yên tâm, có thể bấm nút đó. Một lời chân thành từ trái tim của mình, không cần qua Mỹ đâu, nghĩ sao nói vậy. Anh chỉ biết mười mấy năm rồi ế quá trời quá đất, nay tự nhiên có một cô gái đẹp. Anh hy vọng là em sẽ bấm nút. Rồi trở về ghế ngồi xong. Còn bấm nút hay không là quyền của cô ấy. Dạ. Con thấy cái nút chưa? Đến với hai chiếc ghế đó, các bạn đã có cái duyên cùng kết nối với nhau rồi. Bây giờ cái phần, cái nợ có hay không là do các bạn. Nếu chúng ta cảm nhận nó sẽ có, nó có thể gần với mình, thì hãy bấm vào cái nút đó để tạo cơ hội cho hai đứa. Còn nếu không, không cần bấm. Và bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm của mình. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Trời ơi, Huy nó mừng quá muốn xỉu luôn kìa. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Yeah. Bấm nắm tay đi nào. Cảm nhận thế nào? Dạ dạ nóng nóng trong người. Thấy cái tim mình nó sao? Dạ đang đập rất là mạnh. Rồi, bây giờ là trên sóng truyền hình, ba mẹ bạn gái đang xem truyền hình. Mình hãy nói với hai bác điều gì và xin phép hai bác cho mình hẹn hò với con gái của hai bác để cho hai bác yên tâm. Dạ, dạ con chào hai bác. Con rất là hạnh phúc khi được bấm nút với lại bạn gái. Em Như. Em Như, dạ. Con xin hứa với bác là con sẽ cố gắng hết mình đem lại hạnh phúc cho Như. Rồi, giờ để Như nói một câu này, Như nói một câu thật là để chứng tỏ cho ba mẹ mình cũng giống như là ba mẹ của bạn ấy, sự chín chắn trưởng thành của mình mặc dù là con mới có 21 tuổi thôi. Con nói về cái cảm xúc ngày hôm nay của con sau khi con bấm nút đó. Thì con run quá. Có điện mới run á Lâm. Thường bình thường là có cái gì đó xuyến xoắn rồi là run dữ lắm. Đó. Bình tĩnh nói coi nè. Con nghĩ là con đã đủ lớn để hiểu mình cần cái gì và đủ lớn để quyết định cho cuộc đời của mình về sau. Về sau? Dạ. Yeah. Từ đây về sau? Dạ. Yeah. Rồi. Vậy thì bây giờ bạn trai làm cái thủ tục của chương trình là hôn vào đôi má của bạn gái. Một chiếc má chứ lộn. Đôi má là tới hai cái nữa. Một bên má của bạn gái. Em cho phép anh hôn lên đôi má em nha. Dạ. Này, em gái rất là bản lĩnh cá tính đó nha. Phải nói là ngày hôm nay là một ngày mà sẽ là dấu ấn của hai đứa. Cố gắng chăm sóc, yêu thương, nhường nhịn để tạo một cái mối tình đẹp. Và biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ trao phận cho nhau. Ra làm với em thôi, đừng ra làm với gái em, không chịu đâu. Ừ,
có mấy bạn đó anh mà ga lăng với người tôi được ga lăng người khác họ cho anh đi xa lăng luôn á. Nhưng mà thực ra nếu mà những người mà ga lăng á, những người đàn ông mà ga lăng là từ bản chất rồi, chứ có nghĩa là họ ga lăng với tất cả mọi người thì cái đó mới gọi là ga lăng, em hiểu không? Còn kia rồi em phải nói là thu gọn lại là anh phải biết chăm sóc người anh yêu là được rồi, chứ anh Quyền Linh anh ga lăng với tất cả mọi người mà, nhưng mà anh đâu có yêu ai đâu, chỉ có yêu chị Thảo thôi. Thực sự em cũng thích ngồi giống như anh Quyền Linh vậy đó. Thì đó thì em phải đồng ý cho anh ga lăng, ví dụ nãy chị lên cầu thang là anh Linh phải nắm tay đưa chị lên, anh sợ chị té. Anh Chiều Vân bước lên cầu thang anh nắm tay. Chỉ có cái là anh hay anh Chiều. Chỉ có chị anh hơi hay nói xấu chị thôi. Chị Hồng Vân ăn anh không cho ăn sợ mập. Cho cái thằng chạy không. Được không? Được. À, trời, sáng sủa sạch sẽ. Là em ga lăng theo kiểu anh Quyền Linh hay là em ga lăng với người yêu mình thôi? Thì ga lăng thì giống như kiểu anh Quyền Linh nha. Anh Quyền Linh đúng không? Có nghĩa là ga lăng với tất cả mọi người, người già trẻ lớn bé đàn ông đàn bà mình đều ga lăng đúng không? Ai, chị rất thích những người như vậy. Thực sự đó là những người mà họ từ bản chất của họ, đàn ông là phải như vậy, đúng không? Chắc. Thôi bây giờ thì bạn trai giới thiệu mình cho bên nhà gái nghe luôn nha. Giới thiệu lớn lên. Chưa, em alo 1245 đi. Alo 1245. Rồi, bắt đầu. Em tên Đại Phi, sinh 1984. Và quê quán sống tại Sài Gòn. Đại Phi hả? Dạ. Nhiêu tuổi Đại Phi? Em 36, sinh năm 84. Có Đại Kê đó. Đại Kê phần 1, phần 2. Bên đây có Đại Phi nha. Đại Phi hả? Đại Phi nhớ nhấn subscribe và chia sẻ Đại Kê giùm cho chị nghe. Dạ. Đại Phi làm công việc gì? À, em làm cơ khí tại nhà. Cơ khí tại nhà tức là làm gì cụ thể là để Đại Phi? À, máy móc với lại làm mấy nhà xây dựng. À, làm ở quận mấy? À, Bình Chánh, tại đây luôn. Quận Bình Chánh? Dạ. Rồi, mời nhà gái. Rồi, nhà gái ơi, em có rung không vậy? Dạ. Rung không? Dạ, mỗi lần em rung mà ai quay em lại tuột rồi chị. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, anh Huyền Linh, anh bên kia và tất cả mọi người trong khán phòng ngày hôm nay. Em tên là Phan Thị Tuyết Mai, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em hiện tại của em là làm việc trong một công ty nước ngọt giải khát. À, nước ngọt giải khát. Rồi em có cái điểm mạnh điểm yếu gì em giới thiệu về mình luôn đi. Dạ, điểm mạnh của em là em biết bay vá. Tính tình của em thì hoạt bát vui vẻ hòa đồng, cũng thẳng tính. Điểm mạnh tính, cũng điểm là điểm mạnh. Yếu luôn chị. Vậy hả? Nhiều khi nếu như mà nói chuyện với ai đó một câu nói nào đó người nào đó hiểu mình, người ta cảm thấy người ta thích mình lắm. Còn ai mà kiểu như người ta không hiểu ý mình á, người ta thấy mình thẳng quá, người ta mất lòng người ta đó chị. Rồi còn điểm yếu nào nữa không? Dạ, em hơi hậu đậu chị. Hậu đậu. Chứ là hay nóng tính nữa. Vậy hả? Nóng cỡ nào? Dạ, em nóng dữ lắm, nhưng mà em nguội nhanh lắm chị. Có thể một phút em nguội được. Nguội liền. Dạ. Nhưng mà nói lúc chung nóng lên thì có đập đồ không? Dạ không, em không có nóng, hơi nóng thôi, chứ không gọi là quá bức xúc quá thì không có. Nói chung em kiềm chế được. Biết kiềm chế. Dạ. Đó cũng là điểm mạnh đó. Nhà cô gái. Rồi mời bạn trai. Ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em mà hòa đồng, vui vẻ, hoạt bát, dễ hòa đồng lắm. Còn khuyết điểm của em thì hơi nói nhiều. Nói nhiều hả? Dạ. Anh thấy nói ít mà. Tại chưa gặp đối tượng, gặp đối tượng nói nhiều lắm. Rồi, chúc qua gặp đối tượng kia nói nhiều luôn nha. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có 2 mối tình. 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là mấy tháng? 6 năm, lại 4 năm. Thì cũng hoàn cảnh khó khăn thì cũng chia tay. Còn những khó khăn đó là người ta phải vững vàng hơn chứ sao? Thì người phụ nữ đó là thấy mình khổ quá thì rồi chia tay. Như vậy là mối tình thứ nhất 6 năm, mối tình thứ hai 4 năm cũng y như vậy luôn. Dạ. Bây giờ hoàn cảnh của em thế nào? Thì có khá lên chưa? Cũng mà được thôi chứ cũng khá được mà. Thôi. Bây giờ em ở với ai? Em ở với bà già. Dạ. Có hai mẹ con. Mẹ em thì gần 60 rồi. 60. Em là nhiêu quên rồi nhỉ? Em 36, sinh năm 84. 36, em còn trẻ mà còn rất nhiều cơ hội để xây dựng cái nghề nghiệp của mình, cái tương lai mình. Anh nghĩ rằng bây giờ cái thời khốn khó nó cũng đã qua rồi nha. Cố lên. Đó, còn em lịch đứt ngang bên đây là vậy đó. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có 2 mối tình chị. Một mối tình là thời học sinh, sinh viên á chị. Với một mối tình là cách đây 3 năm. Cách đây 3 năm? Dạ. Quen được bao nhiêu năm? Dạ, mối tình đầu tiên thì em quen được 7-8 năm chị. 7-8 năm tình, luôn. Ừ, mối tình đầu đó. Còn mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì em quen được 2 năm.
Lý do sao mà chia tay? Dạ, hai mối tình này á, cũng một lý do là khoảng cách địa lý chị. Tại vì hai người đó ở xa, ở quê á chị. Quê là ở đâu mà địa lý xa? Dạ, ở miền Trung. Miền Trung. Miền Trung mà em ở Sài Gòn đúng không? Dạ, thì trước thì anh đó cũng học ở trong đây ra cũng hai người cứ kéo qua kéo lại thì anh ấy là con một á chị, phải về quê lo cho ba mẹ nên vấn đề em của nhà em cũng cũng vấn đề cũng giống vậy á nên em muốn kiếm một người gần gũi ở đây nè, qua lại hai bên gia đình. Gái. À, dễ thương. Đó anh thấy cái vấn đề khoảng cách nó dễ sợ quá anh. Đúng rồi. Giờ anh coi bên đàn trai anh với bên tôi có gần em ở không? Đâu? Dạ em ở Thủ Đức anh. Thủ Đức hả? Chợ Thủ Đức. Đủ hả? Dạ. Thủ Đức bên đây là Bình Chánh cũng có xa, nói chung là ở chung một thành phố này cũng có xa gì mấy vậy là được rồi. À, em với bên đây giống như một cái chỗ là hai người đều yêu 10 năm ở đây. Bên đây mỗi 8 năm, mỗi 2, bên đây mỗi 6, mỗi 4 đó. Là cũng chục năm yêu, có từ rồi kinh nghiệm trong thâm niên á, thâm niên về rồi. Tình yêu. Thôi giờ mình bỏ qua những cái cũ đi, mình bắt đầu làm lại từ đầu. Ha. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình với một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Dạ, em thích người đó là chân thật. Thật thà cái anh, với lại là đừng có nói quá nhiều, với hai nữa là phải có trách nhiệm với lời nói mình nói được mà mình phải làm được, thà mình không nói. Đúng rồi. Nói thì phải làm. Dạ. Không nói im cũng phải làm. À, đúng không? Rồi còn gì nữa không? Dạ, sạch sẽ. Con trai dở dơ lắm. Sạch sẽ không? Quá sạch luôn. Ừ, sạch sạch. Người ta làm cơ khí mà ta sạch sẽ thế là ok rồi đó. Sạch hơn anh luôn. Rồi gì nữa? Dạ, ga lăng phóng khoáng một tí à. Ga lăng phóng khoáng hả? Đừng có chùm sò, anh em không thích chùm sò, anh em sợ chùm sò lắm anh ơi. Có chùm sò không? Chắc không rồi, ga lăng là ok luôn. Ga lăng ha, mà ga lăng với người của mình thôi nha. Ga lăng người khác là cũng mệt lắm á, là ngồi đi lăng luôn á. Không anh, ga lăng với em thôi, đừng ga lăng với gái em không chịu đâu. Ừ, có mấy bạn nói anh mà ga lăng với người tôi được, ga lăng người khác họ cho anh đi xa lăng luôn á. Nhưng đúng mà rồi đó. Thực ra nếu mà những người mà ga lăng á, những người đàn ông mà ga lăng là từ bản chất rồi. Đúng có rồi. Nghĩa là họ ga lăng với tất cả mọi người thì cái đó mới gọi là ga lăng. Em hiểu không? Còn kia rồi em phải nói là thu gọn lại là anh phải biết chăm sóc người anh yêu là được rồi. Chứ anh Quyền Linh anh ga lăng với tất cả mọi người mà, nhưng mà anh đâu có yêu ai đâu, chỉ có yêu chị Thảo thôi. Thực sự em cũng thích người giống như anh Quyền Linh vậy đó. Thì đó thì em phải đồng ý cho anh ga lăng. Ví dụ nãy chị lên cầu thang là anh Linh phải nắm tay đưa chị lên. Vậy. Sợ anh... chị té. Anh chị Vân bước lên cầu thang anh nắm tay. Chỉ có cái là anh hay anh nhiều. Chỉ có chị ảnh hơi hay nói xấu chị thôi. Chị Hồng Vân ăn anh không cho ăn, sợ mập. Cho cơ. Được không? Được. À, được. À, trời, sáng sủa sạch sẽ. Là em ga lăng theo kiểu anh Quyền Linh hay là em ga lăng với người yêu mình thôi? Thì ga lăng thì giống như kiểu anh Quyền Linh nha. Anh Quyền Linh đúng không? Có nghĩa là ga lăng với tất cả mọi người. Người dạ. Già, trẻ, lớn, bé, đàn ông, đàn bà mình đều ga lăng bất đúng không? Ai. Chị dạ. Rất thích những người như vậy. Thực sự đó là những người mà họ từ bản chất của họ, đàn ông là phải như vậy. Đúng rồi. Còn chăm sóc mới là chăm sóc yêu thương một mình người yêu của mình thôi. Dạ. Đúng không? Em ơi, em mong muốn người bạn gái của em phải như thế nào? Thì tròn tròn tới mới xứng với mình. Tròn tròn xíu phải không? Đứng kế bên em không? Được á. Mai mối kiểu gì chờ? Ông chủ đâu rồi, ông chủ MCV đâu rồi, chắc tôi ly dị quá. Bị giờ ông ỉa, ông nhiều bà mối quá. Ông hết bà này bà kia, chị kia còn bị lộn tên tôi hoài kìa. Nói chứ em tròn tròn phải không, có tròn. Cao bao nhiêu? Thì, chiều cao? Tầm 1m55 trở lên. Mét mấy cơ? Dạ em 1m63 ạ. 1m63 lận, trời ơi ngon lành. Gì nữa nè? Thì biết lo làm ăn với lại... biết lo cho gia đình, nó lại có hiếu với cha với mẹ với người già được rồi. Bao nhiêu phần trăm? Dạ, cái đó rồi, chắc tồn tại em chắc phải 99%. 99% người ta khẳng định những cái điều em nói là 99% có. Ok. Vậy là chị thấy ok dữ lắm rồi. Bắt đầu đi Phi. Em cũng có món quà này tặng cho em.
Dạ em có món quà tặng cho anh. Rồi Phi mở cái quà của bạn bạn nữ đi. Mở ra đứng mở ra. Phi mở ra coi là cái gì nè, có ý nghĩa sao nè. Kẹo. Dạ cái này là do tự em mai luôn á anh. Dạ. Tự cắt mai luôn, em mai trong một tiếng rưỡi đó anh. Ồ, cái áo hả cưng? Đâu khoe cho mọi đẹp. Người đi Phi. Thấy đẹp em ra. Không biết anh mặc vừa không, tại em chỉ mai theo cái suy nghĩ của em á. Rồi em thấy là anh thì mốt em sẽ mai nó sẽ vừa với anh đi hơn. Phi, thử mặt Phi, thử Phi mở ra coi, Phi khoe mọi người đi Phi. Dạ. Đúng rồi. Trời ơi, trồng vô thử coi nó có vừa dặn không, đúng sai không? Hay quá vậy. Đó, bỏ cái túi ra ngoài đi, bỏ túi. Đó, đúng rồi. Đâu hai đứa mặc vô thử coi vừa không? Còn vừa đưa tôi. Phi thích cái màu này không? Dạ thích. Cũng dạ. Hợp. Màu này dễ thương quá, màu ngọt ngào dễ sợ em luôn. Em thích màu xanh dương. Chị cũng vậy, chị rất thích màu xanh. Trời ơi. Rồi, như vậy là bạn y chang trong cái tưởng tượng của bạn gái rồi. Trời ơi. Vừa quá nè. Ủa chết cha. Chết cha. Coi như là ở trong mình mặc cái mới đó. Tại vì em không có biết được mẫu người, em chỉ mai theo cái phỏng đoán của em thôi. Thôi coi như ở trong mình mặc áo thun, ngoài mình khoác này vô nghe cưng ha. Nhìn đẹp. Ừ. Không khoác là đẹp. Mai mốt em sẽ mai anh cái mới. Đúng rồi, nhưng cái này là kỷ niệm nha. Kỷ niệm. Kỷ niệm. Dạ. Rồi mình ngồi về ghế, mình nói chuyện với nhau đi nào. Đó em bộ em có học dạ em học bên thiết kế thời trang. À hèn gì. Thôi cởi, khi Phi có cần cởi áo ra không? Nó sao? Hả? Có cần cởi ra đi cho nó thoải mái. Để luôn hả? Trời khoái để luôn mà. Quá hay luôn. Kỷ niệm mà, kỷ niệm. Kỷ niệm lúc ban đầu. Anh nghĩ không cần phải đổi áo khác, cứ để áo này đi cho nó kỷ niệm. Dạ em thấy anh sao? Dạ em thấy anh đẹp trai, hiền. Thì em chưa tiếp xúc với anh sâu thì em chỉ mới nhận xét ban đầu là vậy. Anh thấy em như thế nào? Dễ thương. Thấy cũng vui vẻ. Em vui lắm anh. Anh nói chuyện với em là anh cười suốt ngày luôn á. Vậy là em hợp với anh. Anh mà nói chuyện là ai cũng cười hết luôn. Em cũng dễ thương. Thì mình tới đây cũng là cái duyên. Dạ. Thì được thì mình cho nhau cơ hội. Dạ. Về quan điểm tình yêu thế nào em nói cho bạn gái biết đi, mới vô xin cơ hội rồi. Ta xin kệ ta đi, ông thắc mắc làm chi vậy? Mày nói cho tao biết chinh phục người ta chứ. Em nói về quan điểm tình yêu hôn nhân gia đình cho bạn gái nghe đi. Quan điểm của anh thì tình yêu thì phải thật thà thẳng thắn. Anh em cũng giống anh đó, em thích thẳng thắn, có sao nói vậy, nói chung là hiểu nhau. À, quan tâm nhau rồi chăm sóc cho nhau rồi nghe những ý kiến rồi góp ý kiến với nhau. Đúng rồi, thì mình có sao cứ nói gì cứ nói thẳng, đúng rồi, buồn gì đừng để trong lòng, cứ dạ. Nói ra để hai bên được chia sẻ buồn vui. Mà em thẳng quá anh đừng có giận nha. Anh là đó tới giờ không biết giận ai. Thì thôi em mốt em phải chọc cho anh giận mới được. Thì chắc cũng muốn lắm á. Muốn em lúc nào cũng ở bên cạnh anh để chọc anh giận. Em nói với cô đó biết đi, nếu như em có vợ có con em sẽ chăm sóc vợ con thế nào, nói cho cô gái cô hiểu đi. Thì nếu mốt anh có vợ có con thì anh cũng lo lắng cho vợ con, thì giống như vợ mình thì không thiếu thốn hơn người ta, cũng được vui vẻ. Không có muốn vợ mình thiếu thốn đúng không? Phải chứ, vợ dù mình nghèo mình cũng cho vợ mình cũng bật bằng hoặc hơn người ta. Anh ơi em có tính hậu đậu anh có ngại không? Cái đó anh thích lắm á. Trời ơi. Linh có thấy Phi giống ai không? Giống sĩ, ca sĩ sĩ Thanh á. Anh Sĩ Thanh rồi đó. Giống như sao anh Quyền Linh biết sao không? Em kể anh nghe cái này. Hồi nãy á, em đi quay á, em vô phòng make up á,
là gia đình của anh này đi lộn vô cái phòng ở trong em, mới hỏi gia đình của anh Phi đâu. Gia đình này ôm một con gấu bông mà em về đây, em về em lên em ngồi đây thì em gặp lên đúng ngay cái người trời đó luôn. Ơi, vậy là có duyên rồi đó. Vậy là có duyên rồi. À, có duyên đó ha. Rồi bây giờ là gì? Mình hẹn hò sao đó, bạn với bạn gái đi. Thì nếu em hẹn hò em bữa nào rảnh thì cần em rảnh mấy ngày. Nói chung thì bình thường em đi làm chiều thì em về em rảnh buổi tối anh, thì chủ nhật nữa anh. Tại vì mình đi làm 8 tiếng mà anh lâu lâu thì cũng tăng ca, nhưng mà thường mà ba cái ngày thường là mình phải đi làm, rảnh nhất là ngày chủ nhật. Vậy thì có dịp thì chủ nhật cuối tuần mình hẹn nhau uống nước. Dạ. Rồi sắp tới tụi em nếu mà tiến xa nữa thì tụi em là về ở đâu, rồi làm thế nào để phát triển kinh tế gia đình, rồi con cái ra làm sao? Thì mình là nam mình nói trước đi, nó lớn lên. Với bao lâu thì là mình sẽ xin là được đưa nàng về dinh, bây giờ cũng lớn tuổi rồi chứ bộ, 36 rồi. Bạn bên đây cũng hăm mấy rồi. Thì như mình quen mình tiến xa nhau thêm á, thì em muốn ở bên, ở cho Sài Gòn hay ở đâu? Ê, giờ em hỏi anh là khi anh lấy về là anh ở chung với ba mẹ hay là ở riêng vậy? À, anh chỉ có mình ba mẹ. Ý là anh tính lập nghiệp ở dưới Bình Chánh hay là ở đây luôn Sài Gòn? Dạ. Nhà ngay đây là kế đây cỡ chừng không xa, cỡ 10 phút tới. Dạ, cái đó không có quan trọng anh. Nghĩa là giờ ở của mình với mẹ đó. Dạ. Nếu mà về phải làm dâu đó. Làm dâu. Không, bà già thì dễ lắm, thì khô à. Không dạ. Cần ai làm dâu thôi bà. Dạ, nói chung là thường lấy chồng rồi theo chồng rồi. Nói chung là em cũng muốn lấy chồng gần gần. Cái chuyện đó là bổn phận rồi. Chứ không phải là mình thích làm hay không làm. Cái đó là nghĩa vụ. Bổn phận rồi đúng không? Dạ. Tại vì người ta chỉ có một người mẹ già thôi. Thì là mình là bổn phận là mình sẽ làm dâu đúng không? Dạ. Thì bà già ở nhà cũng dễ lắm, bà dễ chịu, cũng hiền khô à. Thì bà không ép giống như làm dâu. Em có một cái yêu cầu gì nếu như em về nhà chồng làm dâu không? Nói với bạn trai đi. Dạ, em thì không có đòi hỏi phải tiêu chuẩn phải cao. Nói chung là biết điều với lại cảm thông chia sẻ với nhau, có tiếng nói chung là được rồi. Chứ em không có đòi hỏi gì quá cao ở một người. Cái gì cũng phải có sự cân bằng tương đối thôi anh. Bạn trai có mong muốn điều gì với bạn gái không? Thì cũng thấy cũng được. Thì cũng hợp hết. Thôi giao lưu văn nghệ cái đi, thấy căng quá. Rồi bây giờ em tiến tới nắm tay bạn gái ha. Hát một bài nào đó coi là mình cái cảm xúc đi ha, để coi sao. Em không biết hát. Nói gì cũng được, cứ tới nơi rồi bạn gái hát cũng được. Nắm tay, hai đứa nắm tay nhìn nhau. Đó, em hát, bạn gái hát. Nói gì đi. Thì nếu tới đây là cũng có cái duyên rồi. Thì nếu được thì em cho anh cơ hội. Dạ. Được che chở cho em. Dạ. Hết cuối con đường. Dạ. Nụ cười em như tia nắng xuân, em đem mang theo hơi ấm. Âu sầu trong em như xóa đi chỉ với những nụ cười ngây thơ đáng yêu. Này anh có nụ cười xinh như là mặt trời bé con, dừng lại một chút thôi để đắm đuối bầu trời có hai ta thôi. Rồi, tí nha các bạn. Được rồi, bây giờ các bạn đã giao lưu với nhau cùng với ý kiến của hai bên gia đình rồi. Bây giờ mình lắng lòng lại và kiểm tra một lần cuối trước khi ta quyết định đưa ra. Bấm nút. Nào, quay lại nào. Để tay vào nút bấm. Huy, bên tay trái. Cái nút đây cần này. Đây, 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 đưa cái tay đây. Đó, ngồi sau một xí. Hãy nhắm mắt kiểm tra lại một lần nữa. Thật sự, nếu đây là một nửa mảnh ghép của mình cảm nhận như thế thì đừng ngần ngại tôi bấm luôn. Bấm ngay tức khắc. Một, còn hai. Nếu không phải thì mình sẽ nhường cho người khác. Nào. Một. Rồi đó, không khỏi đếm đi. Khỏi đi. Tôi nhìn tôi nghe cạch cạch là tôi biết rồi. Chúc mừng. Rồi, nắm tay nhau.
Bây giờ mình có thể xin phép gia đình hai bên. À, xin phép bác, các anh, các chị cho em được quen em, tìm gì? Hiểu. À, em tên Mai. Tên Mai. À, tìm hiểu rồi hứa gì đi? Hứa thì em hứa. Con hứa, con hứa với bác thì con sẽ lo cho Mai hết cuối con đường. À, cho Mai được hạnh phúc. Lo cho Mai cái mốt luôn. Mai mốt. Đây, cưng nói gì với gia đình có anh ngồi kìa. Dạ, xin chú chào. Đó. Dạ, chú cho phép con quen anh để tìm hiểu và tiến tới cái đích. Xin phép mẹ cho hung tí. À, cho con xin phép bác cho con hung Mai. Đó, bác nói cho hung Mai tới mốt luôn đó. À, anh cho anh hung đi. Thấy sao, cảm giác trong lòng thế nào? À, thấy tim còn đập lẹ quá. Lẹ quá, hạnh phúc ha. Hạnh phúc. Bạn gái cũng là một người rất là năng động đó. Thấy à, hợp lắm, hợp chậm chậm. Hợp chậm chậm ha. Hợp chậm chậm luôn á. Còn hai đứa ôm chặt rồi coi cảm xúc thế nào. Ôm chặt thế nào. Chặt vô gì đâu. Ôm gì mà ơi lơi lả vậy trời. Ôm chặt vô nào. Đó, hãy giữ trọn cái vòng tay đó, giảm cái vòng eo lại. Bây giờ phải giảm cái vòng đúng eo rồi. Lại em phải bắt giảm vòng eo lại nha. Dạ. Để như ai kia cái vòng eo nó cũng không được. Mình đang nói mình nha, nói mình vòng eo của mình thôi. Vậy là đẹp rồi anh, nói vậy là đẹp rồi không, đó thấy ai... không thấy người ta lương thiện không, người ta có cái tâm ở trong đầu không đó. Tự mình chê mình nhưng mà người ta cứu giùm cho mình chứ không phải mình không chê là... ba người khác. Ai anh chê chị á? Sao anh chê chị vậy? Đâu có, anh đâu có nói gì đâu. Nó không liếc qua liếc lại. Tự ta cảm nhận thôi. Bữa sau là đổi bà Mai luôn rồi đó. Trời. Chán trường. Chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ. Hôm nay là ngày rất là tuyệt vời, vẫn nắm tay nhau đi. Anh muốn hai đứa nắm tay hoài, muốn nắm tay mãi mãi luôn á. Ha. Giờ hai đứa ra chợ thấy nước rửa té, chén nước rửa tay. Nước rửa hậu anh này là của anh nha. Dạ. Yeah. Hôm nay ế quá. Nước rồi nó chơi cho vui chứ. Nước rửa đây té là sản phẩm Amity. Nước rửa tay, rửa chén, nước lau sàn, nước giặt. Nếu em cưới nhau, anh em tới tặng nguyên một năm miễn phí luôn. Một năm sau tự mua. Amity bạn nhỏ của mọi nhà. Rồi, còn đây là của thương hiệu robot. À, sẽ đây là một cái voucher giảm 50% khi các em đi mua những cái vật dụng làm mát cho gia đình nhé. Dạ. Rồi, đây là dầu thơm công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt Cyberfum. Còn đây là máy nước nóng, máy nước nóng Senton nhập khẩu ở Mã Lai. Đây là máy nước nóng Atlantic nhập khẩu ở Thái Lan. Các em sẽ được bảo hành 1 năm ha, 1 đổi 1, trị giá là 7 triệu. Thôi, thôi, mình về thôi. Dạ. Đó. Mình coi như là lấy chiếc lề phẩm về thôi. Thì đó. Sẽ đẻ ra một con này là con gấu hả? Gấu trúc. Đẻ ra một bé gấu trúc ha. Này là nam hay nữ vậy cưng? À, nam. Em thích con trai hay gái đâu? Thì trai gái gì cũng được. Cũng được hết đúng không? Chờ cho đâu lấy đó. Dạ. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ. Rồi. Đi đi chị cầm súng nha. Chào bạn gái đi trước đi. Đúng rồi. Bạn đi theo luôn đi.